Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 58. Giết về, 1. Tộc trưởng Hỏa Linh tộc. Thiên Viêm lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mạng của lão xem như đã được cứu rồi. Mà đám người Hỏa Linh tộc còn lại cũng vậy, bởi vì bọn họ không lo sẽ bị đổ sát nữa. Dương Diệp và Kiếm Linh sắc mặt ngưng trọng, chỉ nhìn một cái Dương Diệp liền biết rằng, hắn lúc này không thể đối phó được lão nhân trước mắt, cho dù là cộng với hai kiếm nô bán thánh và trấn giới thạch. Sau khi lão già tóc đỏ xuất hiện, không nhìn vào quảng trường mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một lúc sau, lão khẽ nhíu mày. Nói, mấy trăm năm rồi, huyền giả nghịch chủng lần này không phải là dục dịch ngóc đầu, mà là muốn dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, Từ Chỉ Tình đi tới trước mặt lão già tóc đỏ, thì lễ rồi nói. Tộc trưởng Gia Gia, Chỉ Tình vốn không nên quấy rầy Gia Gia bế quan, nhưng không thể làm khác được, Hỏa Linh tộc ta gặp phải tai ương ngập đầu, chỉ có thể mời Gia Gia ra mặt, xin Gia Gia xuất thủ báo thù cho những người của Hỏa Linh tộc đã chết, để họ được nhắm mắt xuôi tay. Nói xong, nàng ta bắt đầu kể lại đủ loại hành động hung ác của Dương Diệp, đương nhiên, khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối. Một lúc sau, lão già tóc đỏ nhìn về phía Dương Diệp rùng mình, bởi vì ánh mắt của lão già tóc đỏ này giống như có lực xuyên thấu, giống như muốn nhìn thấu trong ngoài cả người hắn. Dương Diệp vội vàng thi triển kiếm ý, để kiếm ý tạo thành một tấm chắn ở trước mặt mình, nhưng loại cảm giác bị nhìn thấu này vẫn tồn tại. Trong lòng Dương Diệp rất kinh hãi, lão già trước mắt này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Thiên tài hiếm có. Lão già tóc đỏ nói. Ta vốn định giết ngươi, nhưng ta ái tài, ở lại Hỏa Linh tộc, ta sẽ không giết ngươi. Thiên Viêm biến sắc, nói. Tộc trưởng, người này giết nhiều người của Hỏa Linh tộc ta như vậy, còn luyện chế Xích trưởng lão và Dư trưởng lão thành khôi lỗi bán thánh, chúng ta. Thiên Viêm còn chưa nói xong thì lão già tóc đỏ đã ngắt lời. Thiên Viêm, người có tư tâm, ta hiểu, bởi vì là con người thì ai cũng có tư tâm. Nhưng, ta rất không thích người của Hỏa Linh tộc bởi vì tư tâm của bản thân mà làm ra chuyện thương tổn tới Hỏa Linh tộc, mà ngươi lại cứ làm vậy. Ta không phải là nói chuyện ngươi đối phó Dương Diệp, mà là chuyện ngươi thừa cơ giết cháu gái của đồng phần. Thiên Viêm biến sắc, đang muốn nói gì thì lão già tóc đỏ lại xua tay, nói. Chuyện đã xảy ra rồi, nói gì cũng vô nghĩa. Nói xong, lão nhìn về phía đồng phần sắc mặt âm trầm ở bên cạnh, nói. Tiểu đồng, ta nhìn ngươi lớn lên, ta biết tính tình của ngươi, ta cũng không muốn khuyên ngươi buông bỏ cừu hận, chỉ là lúc này chính là thời khắc huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế, Hỏa Linh tộc lại chết mất ba bán thánh, Hỏa Linh tộc ta vạn lần không thể nội loạn nữa. Tiểu man phải chết uống sao? Đồng phần gằn giọng nói. Lão già tóc đỏ nói. Chờ chuyện huyền giả nghịch chung kết thúc rồi, nếu các ngươi không chết, các ngươi cứ quyết đấu công bằng, nếu người chết trận, mà Thiên Viêm không chết thì ta sẽ tự tay giải quyết hắn thay ngươi, báo thù cho cháu gái của ngươi. Đồng tử Thiên Viêm co rút lại, một lúc sau liền cúi đầu, trong mắt lóe lên hàn mang. Đồng phần nhìn lão già tóc đỏ một lúc, sau đó nói. Tộc trưởng, ta tin ngươi. Nói xong, lão tới đứng phía sau lão già tóc đỏ. Lão già tóc đỏ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi thì sao? Thiên Viêm chết thì ta sẽ không đối địch với Hỏa Linh tộc nữa. Dương Diệp nói. Vậy nếu Thiên Viêm không chết thì người sẽ làm gì? Lão già tóc đỏ nói. Ta cũng rất hiếu kỳ, nếu ta không chết thì người sẽ làm gì? Thiên Viêm cũng nói. Dương Diệp nhìn lão già tóc đỏ, nghiêm túc nói. Hỏa Linh tộc nhất định sẽ bị diệt tộc. Thiên Viêm cười nhạo một tiếng, nói. Chỉ bằng vào ngươi à? Lão già tóc đỏ cũng nói. Ngươi không có thực lực này. Ha ha. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Ta biết, hiện giờ ta không thể diệt Hỏa Linh tộc, thậm chí, ta có thể bình yên rời khỏi đây hay không cũng là một vấn đề. Ngươi rất tự hiểu lấy mình đấy. Thiên Viêm châm chọc. Dương Diệp nhìn lão già tóc đỏ, nói. Ngươi là bán thánh, là lão quái vật chân chính, mấy vị bán thánh ở đây liên thủ cũng khẳng định không đánh lại được ngươi. Càng đừng nói gì tới ta. Nhưng, ngươi đừng quên, ta cũng có chỗ dựa, chắc hẳn các ngươi cũng biết chuyện người của Thánh Đường ở Huyền Giả Đại Lục, đúng vậy, phía sau ta cũng có hai vị bán thánh siêu cấp. Bọn họ hiện tại không ở Thánh Địa, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể tới Thánh Địa. Nói xong, Dương Diệp lấy ra một ống ngọc, nói.
Có muốn ta giờ gọi họ tới không, sau đó thì ngọc nát đá tan với hỏa linh tộc ngươi. Ta có thể cam đoan, trước khi cường giả khác ở thánh địa đến viện trợ hỏa linh tộc, ít nhất cũng có thể giết sạch những người dưới bán thánh của hỏa linh tộc. Nói đến đây, hai mắt Dương Diệp đỏ rực, cả người thoạt nhìn giống như đã phát điên. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Ngươi tưởng chúng ta sợ à? Thiên Viêm trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Vậy ngươi cứ thử xem. Thiên Viêm liền muốn động thủ, nhưng lại bị đại trưởng lão cản lại. Đại trưởng lão nói. Thánh đường từng phái 10 bán thánh và vô số cường giả hoàng giả cảnh tới đại lục, đồng thời còn do Huyền Không tự mình dẫn đội, còn cầm theo chí bảo trấn giới thạch. Nhưng cuối cùng Huyền Không chết, số cường giả hoàng giả cảnh chết, mấy tên bán thánh chết, mà Dương Diệp của Huyền giả đại lục này vẫn sống. Hắn không nói dối đâu, Huyền giả đại lục quả thực có cường giả đỉnh cấp. Sắc mặt Thiên Viêm rất khó coi, nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy để hắn uy hiếp à? Đại trưởng lão nói. Nghe theo tộc trưởng, lão già tóc đỏ nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói. Ta vốn muốn giữ lại cho ngươi một mạng, để hỏa linh tộc ta sử dụng, nhưng lệ khí và sát khí của ngươi quá nặng, để ngươi sống, tương lai nhất định sẽ trở thành đại địch của hỏa linh tộc, cho nên. Tuấn áp hắn, thu hồi kiếm nô. Đúng vào lúc này, Kiếm Linh đột nhiên quát to. Dương Diệp không chút do dự, tế ra trấn giới thạch, nháy mắt đã áp chế lão già tóc đỏ thành hoàng giả cảnh cửu phẩm. Sau đó thu kiếm nô vào trong hồng mông tháp. Cùng lúc đó, thanh âm của thanh âm lại vang lên. Kiếm độn. Dứt lời, một vòng tròn màu huỳnh quang từ linh kiếm tạo thành xuất hiện dưới chân Dương Diệp và nàng ta. Hào quang lóe lên, Dương Diệp và Kiếm Linh biến mất. Nhanh quá, bọn họ đã ở xa ngoài vạn dặm rồi. Đại trưởng lão kinh hãi nói. Lão già tóc đỏ gật đầu, nói. Kiếm kỹ không tồi, có điều không sao cả. Nói xong, lão giơ tay lên vồ về phía trước. Ngoài vạn dặm. Không ngờ không thể hù dọa được lão nhân đó. Dương Diệp vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, xoay người nhìn thì thấy một bàn tay khổng lồ đang một đường xé rách không gian chộp tới hắn cùng với và Kiếm Linh. Tốc độ của bàn tay khổng lồ đó cực nhanh, nhanh đến mức hắn vừa quay đầu lại nhìn thì bàn tay khổng lồ đó đã tới trước mặt hắn rồi, sau đó năm ngón tay dang rộng, hung hăng tóm xuống hắn và Kiếm Linh. Muốn bóp nát bọn họ. Đột. Thanh âm của Kiếm Linh lại vang lên. Tiếp theo, hai người lại biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở ngoài trăm dặm. Nhưng, cơ hồ là cùng lúc, bàn tay khổng lồ lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu hai người. Hơn nữa cách hai người đã không tới ba trượng. Kiếm đột. Thanh âm của Kiếm Linh lại một lần vang lên. Một đạo quang hiện lên dưới chân hai người. Sau đó hai người trực tiếp xuất hiện ở ngoài 300 dặm. Nhưng khoảnh khắc bọn họ vừa xuất hiện, bàn tay khổng lồ giống như giòi trong mờ u bàn chân lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, mà lần này, bàn tay khổng lồ chỉ còn cách bọn họ không đến hai trượng. Để ta! Dương Diệp quát to một tiếng, vươn tay ra, Kiếm Linh lập tức hóa thành vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay hắn, ý kiếm ngưng tụ, vào vỏ rồi ra khỏi vỏ. Chạm! Trong nháy mắt, 10 đạo chạm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau bay vút lên trời, va chạm với bàn tay khổng lồ đó. Kiếm khí trong nháy mắt tiền nổ tung. Bàn tay khổng lồ run rẩy kịch liệt, khựng lại một thoáng, bên trên xuất hiện một khe nứt, nhưng rất nhanh bàn tay khổng lồ đột nhiên giáng xuống, đồng tử Dương Diệp co rút lại, vỏ kiếm cổ đột nhiên chống lên trên. Rầm. Bàn tay khổng lồ vừa tiếp xúc với kiếm cổ, một ngụm tinh huyết từ trong miệng Dương Diệp phun ra, long lân Dương Diệp vừa tế ra trên người trong nháy mắt đã vỡ nát, bắn ra máu tươi. Cứ như vậy, bàn tay khổng lồ dùng tốc độ cực nhanh ép xuống Dương Diệp ở phía dưới. Tâm niệm Dương Diệp khẽ động, hai kiếm nô bán thánh xuất hiện, hai người liên thủ một chưởng đánh lên bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ run rẩy kịch liệt, sau đó biến mất. Nhưng ngay sau đó, lại một bàn tay khổng lồ khác xuất hiện, sau đó lại ép xuống Dương Diệp và hai kiếm nô bán thánh của hắn. Hai kiếm nô bán thánh dưới sự khống chế của Dương Diệp, cũng đánh mạnh ra một chưởng. Hai quyền đầu năng lượng cực lớn xuất hiện, va chạm với bàn tay khổng lồ đó. Sau một tiếng nổ, quyền đầu của hai kiếm nô bán thánh tiêu tán, bàn tay khổng lồ thì chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó lại đột nhiên ấn xuống. Dương Diệp và hai kiếm nô bán thánh bị vô trùng, trực tiếp chui vào trong mặt đất. Mà khi bàn tay khổng lồ tiêu tán, một đạo kiếm quang đột nhiên từ dưới lòng đất phóng tên cao, biến mất ở phía chân trời,
tiến vào trong thế giới nham tương ở cách đó không xa. Hả? Trong hỏa linh tộc, lão già tóc đỏ nhướng mày, nói. Không ngờ có thể chịu được một kích của ta, nhục thân mạnh thật. Tuổi còn nhỏ mà đã có kiếm ý thiên cấp, chiến lực lại hơn xa huyền giả cùng cấp, nhục thân tại cường hãn như bán thánh. Lưu lại người này sẽ chính là một mối họa. Nói xong, lão bước một bước về phía trước, sau đó cả người liền biến mất ở trước mắt mọi người. Rất nhanh, lão già tóc đỏ đã đi tới thế giới nham tương. Nhưng lão lại nhíu chặt mày, bởi vì sau khi tiến vào thế giới nham tương, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất, một chút khí tức cũng không còn. Rất nhanh, đám người thiên viêm xuất hiện bên cạnh hắn. Có cường giả thi triển bí thuật trên người người này, che đi khí tức của hắn. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Người thi triển rất mạnh, xem ra hắn thật sự không nói dối, ở huyền giả đại lục có tồn tại cực kỳ khủng bố. Trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng hiếm thấy. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại phải làm gì? Thiên viêm hỏi. Bỏ đi. Lão già tóc đỏ nói. Để hắn đi đi, chắc hắn không dám tới hỏa linh tộc ta nữa đâu. Cứ như vậy buông tha cho hắn à? Thiên viêm rõ ràng có chút không cam lòng. Chẳng lẽ muốn ta lãng phí thời gian để truy đuổi một huyền giả hoàng giả cảnh à? Lão già tóc đỏ thờ ơ nhìn lướt qua thiên viêm, sau đó nói. Sai người trấn thủ thế giới nham tương, không cho phép bất kỳ ai tiến vào thế giới nham tương. Nói xong, xoay người biến mất trước mặt đám người thiên viêm. Tuy thiên viêm không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì một mình lão thì không dám đuổi. Đám người lão già tóc đỏ đi rồi, một chỗ nham thạch nóng chảy cách đó không xa đột nhiên mấp máy. Sau đó, Dương Diệp và Kiếm Linh đi ra, chỉ có điều thương thế của Dương Diệp lúc này hơi nặng, bởi vì toàn thân hắn toàn là máu, giống như biến thành người máu. Chúng ta đi thôi, Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ nếu quay lại, đặc biệt là lão già tóc đỏ đó, lúc này chúng ta căn bản không thể đối kháng được. Kiếm Linh nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ăn phải quả đắng như vậy, sao có thể cứ vậy mà đi? Ta đã nói muốn hỏa linh tộc phải nợ máu trả bằng máu. Ngươi đánh không lại hắn đâu. Kiếm Linh nói. Không làm được ngoài sáng thì làm trong tối. Dương Diệp nói. Đi thôi, giết về. Giết về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồ sắt bắt dầu, 1. Với trạng thái hiện tại của người mà quay lại thì chính là đi chịu chết. Kiếm Linh chắn trước mặt Dương Diệp, chỉ vào người Dương Diệp, nói. Ngũ tạng lục phủ của ngươi đã lệch vị trí, hơn nữa chịu thương tổn, huyền khí trong cơ thể cũng cơ hồ hao hết rồi, người hiện tại trở về, lấy gì ra mà báo thù cho tiểu man. Cứ như vậy rời đi TH ta không cam lòng. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, vừa nghĩ tới tiểu man vì hắn mà chết. Hắn liền cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó muốn sộc ra, đó là sát khí, cũng là lệ khí. Kiếm Linh nói, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng người muốn báo thù thì ít nhất cũng phải để thân thể mình khôi phục đã chứ. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố nén sát khí và lệ khí trong lòng, nói. Ngươi nói rất đúng, ta không thể xung động, hiện tại quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho tốt. Chỉ có khôi phục trạng thái của bản thân đến đỉnh phong mới có cơ hội báo thù cho tiểu man. Đánh văng nham thạch nóng chảy chung quanh, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên không trung, sau đó lấy ra đá năng lượng siêu phẩm, bắt đầu chữa thương. Kiếm quang hiện lên, hai kiếm nổ bán thánh xuất hiện trước mặt Dương Diệp, có điều là đang nằm. Kiếm Linh nói, bọn họ lúc trước đã trúng một kích của lão già tóc đỏ, tuy không triệt để bị hủy nhưng cũng đã trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất thủ. Ta muốn nói rằng lão già đó rất mạnh, chúng ta lần sau có thể sẽ không dễ dàng thoát khỏi tay lão như vậy đâu. Dương Diệp nói, nhưng cứ vậy mà đi thì thù của tiểu man phải làm sao? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng ta không phải quân tử, ta là tiểu nhân, ta muốn đòi lại ngay. Nhưng ngươi hiện tại có không thực lực này? Kiếm Linh nói. Dương Diệp nói, ai nói ta không có, ta thừa nhận. Giao thủ chính diện ta quả thật không đánh lại bọn họ, nhưng đánh lén thì sao? Ngươi có thể sẽ chết. Kiếm Linh trầm giọng nói. Nhưng ngươi có từng nghĩ? Dương Diệp nói. Tiểu man đã chết rồi không? Kiếm Linh nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó ngọc thủ vẩy một cái, nạp giới trên tay bán thánh kiếm nô lập tức xuất hiện trong tay nàng ta.
Trong nạp giới của hai bán thánh này tổng cộng chắc có 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm, chắc sẽ giúp được cho ngươi. Mình lúc trước quá vội vàng, quên mất nạp giới của hai bán thánh này. Dương Diệp nhận lấy hai nạp giới, nhìn lướt qua đồ bên trong, trong hai nạp giới trừ có viên hỏa tinh thạch ngàn năm ra, còn có rất nhiều hỏa tinh thạch vụn vặt, đều là loại hơn 100 năm, trong đó còn có mấy viên khoảng 500 năm. Ngươi nếu cắn nuốt năng lượng trong những hỏa tinh thạch này, chắc có thể giúp ngươi tấn thăng đến hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Kiếm Linh nói, có điều ta không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì tâm cảnh không theo kịp sự đề thăng của cảnh giới sẽ mang tới tai họa ngầm, ngươi có thể đề thăng tới hoàng giả cảnh nhị phẩm trước, sau đó từ từ tích lũy, sau khi đến trình độ nhất định thì cắn nuốt hỏa tinh thạch ngàn năm, sau đó dùng lực lượng trong đó để trùng kích cấp tiếp theo. Ta nghe theo lời ngươi. Dương Diệp cầm một viên hỏa tinh thạch rồi nuốt vào, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng trong hỏa tinh thạch ngàn năm. Một ngày sau, một khắc nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, cả người hắn lập tức phát ra tiếng nổ như tiếng pháo. Cuối cùng cũng đạt tới hoàng giả cảnh nhị phẩm rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía hai kiếm nô bán thánh trước mặt hắn, lúc này thương thế của hai kiếm nô bán thánh đã gần khôi phục hoàn toàn. Bởi vì hắn lấy ra hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm để hai kiếm nô bán thánh hấp thu. Dưới tác dụng của hỏa tinh thạch ngàn năm, hai kiếm nô bán thánh không chỉ khôi phục thương thế mà còn mạnh hơn trước kia một chút. Thi thể của Lâm Hộ Pháp này ta đã luyện chế xong rồi, hiện tại ngươi có thể thu phục hắn. Lúc này, Kiếm Linh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Hỏa Linh Tộc. Lúc này Hỏa Linh Tộc đã thả lỏng đề phòng, bởi vì tộc trưởng của Hỏa Linh Tộc đã xuất quan. Ở một nơi nào đó, một đám huyền giả hỏa linh tộc tụ tập một chỗ, đang thảo luận gì đó. Nghe nói Dương Diệp bị tộc trưởng một trường đập chết, đúng là đáng tiếc. Tộc trưởng nên bắt sống hắn, sau đó hút hồn phách hắn ra rồi trấn áp dưới lòng đất, ngày đêm dùng địa tâm chi hỏa thiêu đốt, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn cả tiểu man đó nữa, ả tiện nhân chết tiệt này, đều là tại ả ta, nếu không phải ả ta dẫn tên điên Dương Diệp này về hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc chúng ta căn bản không đến nỗi chết nhiều người như vậy, tiện nhân chết tiệt này, cứ vậy bị thiên trưởng lão giết chết thật là lợi cho ả ta quá, cũng nên hút hồn phách ả ta ra rồi tra tấn. Dương Diệp chết tiệt, tiểu man chết tiệt, đặc biệt là tiện nhân tiểu man, nếu không phải tại ả ta, ca ca ta sẽ không bị Dương Diệp giết chết, tiện nhân này đáng chết, bọn chúng đều đáng chết. Chúng ta không phải không có cơ hội báo thù. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Mọi người thấy nhìn sang. Thiên Mị, Chỉ Tình. Có người kinh hô. Thiên Mị và Từ Chỉ Tình mọi người trước mặt mọi người, Thiên Mị lạnh giọng nói. Đúng, Dương Diệp hắn rất yêu nghiệt, thực lực rất mạnh, nhưng thế thì sao, hắn không phải vẫn bị một trưởng của tộc trưởng đập chết sao? Tuy hắn đã chết, nhưng hắn ở huyền giả đại lục còn có muội muội, còn có nữ nhân. Từ Chỉ Tình nhìn thoáng qua Thiên Mị, khẽ nhíu mày, không nói gì. Bởi vì chỉ có nàng ta và Thiên Mị biết, Dương Diệp kỳ thật vẫn chưa chết, sở dĩ nói Dương Diệp đã chết, chỉ là để bình ổn lửa giận trong lòng người của hỏa linh tộc mà thôi. Huyền giả đại lục, có người nhíu mày nói. Thiên Mị, ngươi là nói nơi bị ruồng bỏ đó. Thiên Mị gật đầu, nói. Ta đã hỏi thăm rõ rồi, hắn ở nơi bị ruồng bỏ đó còn có muội muội, còn có nữ nhân, nếu chúng ta bắt những thân nhân này của hắn, sau đó tra tấn nhục nhã đến chết. Các ngươi nói xem, Dương Diệp hắn có phải là chết không nhắm mắt không? Đối với Dương Diệp, nàng ta là vừa sợ vừa hận, bởi vì nàng ta từng phải chịu vũ nhục trước nay chưa từng có ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp không chết, nàng ta cả đời này sẽ không an tâm. Được, khiến nữ nhân và muội muội của hắn cả đời phải sống trong nhục nhã. Không, phải khiến tất cả những người có quan hệ với hắn ở nơi bị vứt bỏ đó chịu hết tất cả những tra tấn phi nhân. Tính. Khiến Dương Diệp hắn dù chết cũng không được nhắm mắt. Đi, tới huyền giả đại lục. Các ngươi không có cơ hội này đâu. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một giọng nói, Từ Chỉ Tình phản ứng nhanh nhất, nàng ta kinh hãi vô cùng, tức giận quát. Là Dương Diệp, hắn đã trở lại, mọi người. Nhưng đã muộn rồi. Một đạo kiếm quang lóe lên. Nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến mức giống như chưa từng xuất hiện. Thân thể của mấy chục huyền giả hỏa linh tộc cứng đờ ra tại chỗ. Tiếp theo. Vù. Đầu của mấy huyền giả hỏa linh tộc trong nháy mắt bay ra, máu tươi phun như suối. A. À. Thiên Mị ngẩn ra,
sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương, đó là bởi vì do sợ hãi tới cực độ. Mà lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Ngươi! Thiên Mị đang muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh, thanh âm của nàng ta im bặt. Bóng người biến mất, mang theo một trận gió nhẹ thổi qua, đầu của Thiên Mị rời khỏi cổ. Rất nhanh, ở đây chỉ còn lại Từ Chỉ Tình. Một đạo kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Từ Chỉ Tình, nhưng đột nhiên, đạo kiếm quang đó thay đổi phương hướng, lướt sang bên trái, không đến nửa hơi thở, kiếm quang biến mất. Kiếm quang vừa biến mất, ba lão già xuất hiện. Phân biệt là lão già tóc đỏ, Thiên Viêm, và đại trưởng lão. Lão già tóc đỏ nhìn lướt chung quanh, nhìn những thi thể nằm dưới đất, trong mắt lão già tóc đỏ hiện lên một tia lệ khí, nói. Hay, hay lắm, ta đã xem nhẹ đảm lượng của ngươi rồi, ngươi không chỉ không chạy trốn, ngược lại còn giết về hỏa linh tộc ta, hay, hay, hay lắm. Khí tức của hắn đã biến mất rồi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Thiên Mị. Lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ giống như dã thú đang kêu gào. Thiên Viêm nhìn thi thể không đầu của Thiên Mi, cả người run rẩy kịch liệt, một cỗ khí tức hung bạo từ trong cơ thể như thủy triều trào ra. Dương Diệp, ta phải giết ngươi, ta giết ngươi, ta phải giết ngươi. Thanh âm của Thiên Viêm ầm ầm vang vọng trong cả hỏa linh tộc, tiếp theo, Thiên Viêm hóa thành một ánh lửa lướt về xa xa. Tộc trưởng, nhìn Thiên Viêm đã giống như người điên, trong mắt đại trưởng lão hiện lên vẻ lo lắng. Đi theo đi, lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Đại trưởng lão gật đầu, thân hình khẽ động, vội vàng đuổi theo Thiên Viêm. Ra ra, hắn quá mạnh. Lúc này, Từ Chỉ Tình đột nhiên nói. Lúc trước, nàng ta cơ hồ là không có phản ứng, những người ở bên cạnh nàng ta, bao gồm cả Thiên Mị đã bị một kiếm chảm sát. Mà nàng ta, nếu không phải có ba vị bán thánh tới kịp, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Bởi vì khi đạo kiếm quang đó bắn về phía nàng ta không có một chút lòng tin có thể đỡ được nó. Hắn rất không tồi. Lão già tóc đỏ nói. Thiên Viêm lần này thật sự sai rồi, thật sự không nên làm ra chuyện tư lợi, chu sát tiểu man đó, đắc tội với Dương Diệp này. Lần này, người chết của hỏa linh tộc so với 100 năm trước thì còn nhiều hơn nhiều. Từ Chỉ Tình nói. Ta đã dùng hệ thống tình báo của hỏa linh tộc và sinh thái cộng hưởng điều tra về hắn, hắn chính là một kẻ điên triệt để. Phàm là kẻ địch của hắn, hắn đều sẽ chém tận giết tuyệt, hơn nữa bình thường là bất kể hậu quả. Với tính cách của hắn, nếu hắn có năng lực đó, hắn sẽ không chút do dự đổ sát hết toàn bộ hỏa linh tộc ta giống như những gì mà hắn nói. Hắn không có cơ hội này đâu. Hai mắt lão già tóc đỏ khép hờ, nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Bảo bốn đại hộ pháp bỏ hết những việc đang làm hiện tại, lập tức quay về hỏa linh tộc. Bốn vị tiền bối đang trấn áp huyền giả nghịch trùng. Từ Chỉ Tình do dự nói. Hiện tại mà về thì thánh đường khẳng định sẽ. Chỗ thánh đường ta sẽ giải quyết. Lão già tóc đỏ nói. Với thực lực của Gia Gia mà vẫn không thể đối phó được Dương Diệp đó sao? Từ Chỉ Tình đột nhiên nói. Lão già tóc đỏ nói. Nếu giao thủ chính diện thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng, mục tiêu hiện tại của hắn không phải là ta, cũng không phải là bán thánh, mà là huyền giả bình thường của hỏa linh tộc. Và lại, trên người hắn có bí thuật của trí cường giả che đi khí tức của hắn, cho dù là ta, cũng không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Hỏa linh tộc bị bức cho quýnh đít một. Lão già tóc đỏ bồng bềnh trên không trung, ở trước mặt lão là đại trưởng lão và Thiên Viêm. Lúc này, cánh tay trái của Thiên Viêm đã không thấy đâu, vết thương ở bả vai bóng loáng phẳng lì như gương, vẫn đang chảy máu. Vẻ tức giận và oán độc trên mặt lão đã bớt đi nhiều, thay vào đó là vẻ hoảng sợ và kiêng kỵ. Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Đại trưởng lão bên cạnh Thiên Viêm trầm giọng nói. Bên cạnh còn có một người thần bí và hai khôi lỗi bán thánh tương trợ. Lúc trước, ta nếu tới chậm nửa hơi thở thì Thiên Viêm có thể đã chết. Lão già tóc đỏ nhìn thoáng qua Thiên Viêm, nói. Hắn có trấn giới thạch, mấy bán thánh đã không có bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Tạm thời từ bỏ đuổi giết, bảo tất cả tộc nhân toàn bộ về tộc, hai người các ngươi và đồng phần tuần tra thay phiên, đừng cho hắn cơ hội đổ sát tộc nhân, sau đó chở bốn đại hộ pháp về tộc. Nói đến đây, ánh mắt lão hướng về xa xa, nói. Ta cũng muốn xem Dương Diệp hắn làm thế nào để diệt được hỏa linh tộc ta. Dứt lời,
thân hình của lão già tóc đỏ trực tiếp vỡ ra, vô số đạo hỏa diễm giống như pháo hoa bắn lên trời cao, sau đó bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Thần hỏa phân thân. Đại trưởng lão hơi biến sắc, nói. Nghe đồn thần hỏa phân thân có thể khiến ý niệm của một người hóa thành ngàn vạn thần hỏa, mỗi một đạo thần hỏa tương đương với một phân thân, mà mỗi một phân thân thì có một nửa thực lực của bản thể, không ngờ tộc trưởng đã tu luyện nó thành công. Nhưng một nửa thực lực, chỉ cần bất kỳ một đạo phân thân nào của tộc trưởng phát hiện ra hắn, tộc trưởng có thể ngay lập tức khiến tất cả phân thân hợp thể. Thiên Viêm đột nhiên trầm giọng nói. Chỉ cần hắn bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Ngươi có từng hối hận không? Đại trưởng lão bỗng nhiên nói, nếu Thiên Viêm lúc trước thu liễm một chút, không làm ra cái việc ỷ lớn hiếp nhỏ đó, có lẽ giờ đã không xuất hiện tình cảnh này. Ta hối hận lúc trước không trực tiếp giết chết hắn ngay. Thật là đáng tiếc. Bên trong vạn hỏa sơn mạch, trong một tòa núi lửa, Dương Diệp lắc đầu, lúc trước, hắn thiếu chút nữa đã giết được Thiên Viêm, nhưng đại trưởng lão đột nhiên tới nơi. Khiến hắn không thể không lập tức rút đi, bởi vì một khi bị cầm chân, để lão già tóc đỏ đến kịp, vậy người phải chết rất có thể sẽ là chính bản thân hắn. Kiếm Linh ở bên cạnh Dương Diệp đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nàng ta biến sắc, đột nhiên quát to. Trốn đi! Dương Diệp ngây ra, sau đó không chút do dự, tâm niệm khẽ động, cùng kiếm kinh trốn vào trong Hồng Mông Tháp. Ngay khi hai người vừa tiến vào Hồng Mông Tháp, mấy chục đạo hỏa diễm đột nhiên tiến vào bên trong núi lửa, mấy chục đạo hỏa diễm chuyển động mấy vòng trong núi lửa mới rời đi. Sau khi hỏa diễm đi rồi, Dương Diệp và Kiếm Kinh ra khỏi Hồng Mông Tháp. Đó là gì vậy? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Kiếm Linh hơi trầm ngâm, nói. Chắc là một loại thuật phân thân, nếu lúc trước bị hắn phát hiện, ngươi chắc chắn sẽ chết, bởi vì chỉ cần hắn phát hiện ra ngươi, hắn khẳng định có thể ngay lập tức đuổi đến đây. Ngươi hiện tại cho dù là cộng với ba khôi lỗi bán thánh và ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người này giống như sư phụ ngươi, căn bản không phải là bán thánh bình thường. Hắn quả thật rất mạnh. Dương Diệp trầm giọng nói. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của lão già tóc đỏ đó cho dù không mạnh bằng Mạc lão, nhưng tuyệt đối cũng không kém là bao, dù sao hắn lúc này tuyệt đối không thể chống lại được. Ngươi hiện tại định làm gì? Kiếm Linh nói. Trước tiên tu luyện cái đã. Dương Diệp lúc này cũng hiểu, tuy thực lực của hắn hiện tại cũng không tệ lắm, nhưng khi đối mặt với một số lão quái vật thật sự, vẫn còn quá yếu. Hơn nữa hiện tại ở bên ngoài nhất định là đề phòng xâm nghiêm, không thích hợp để ra ngoài giết người. Ta chỉ điểm cho ngươi. Kiếm Linh nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Linh, có chút kinh ngạc. Sao, ta không đủ tư cách à? Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Tạo nghệ trên phương diện kiếm đạo ngươi tuyệt đối trên ta, ngươi nguyện ý chỉ điểm thì ta tất nhiên là cầu còn không được. Kiếm Linh nói. Kiếm kỹ mạnh nhất của ngươi hiện tại không nghi ngờ gì nữa Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, với thực lực hiện tại của ngươi, nếu ngươi dùng hết sức, ngươi chắc có thể trong nháy mắt trồng 12 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. 12 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cộng với chí mệnh nhất kích, còn cả quang chi kiếm tốc đó của ngươi. Tuyệt đối có thể một kích miểu sát huyền giả hoàng giả cảnh bình thường, thậm chí là cũng có thể miểu sát cả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Nếu cộng với chấn giới thạch, dưới bán thánh cơ hồ không có ai là ngươi không giết được. Nói đến đây, Kiếm Linh dừng một chút, nói. Nhưng, kẻ địch của ngươi hiện tại cơ bản đều là bán thánh, mà đối mặt với bán thánh, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ngươi vẫn có chút không đủ, cho dù là ngươi dùng chấn giới thạch. Một cường giả bán thánh. Cho dù cảnh giới của hắn bị trấn áp thành hoàng giả cảnh, nhưng tâm và ý thức chiến đấu của hắn cùng với sự thấu hiểu về pháp tắc thiên đạo vẫn là bán thánh. Ngươi từng giết hai gã bán thánh, nhưng ngươi tự hỏi bản thân đi, nếu cho ngươi giao thủ công bằng với một bán thánh, ngươi có nắm chắc chiến thắng được không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Hắn lúc trước hợp lực với hai gã bán thánh chính diện giết xích hỏa đó, thiếu chút nữa thì để đối phương đào thoát, nếu lấy một chọi một chính diện, hơn. Phần nửa người bại là hắn, cho dù dựa vào kiếm ý cùng với nhục thân cường đại mà không bại, nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm gì được đối phương. Kiếm Linh lại nói, đáng tiếc, nếu ta có thể chân chính khôi phục được tất cả ký ức, vậy sẽ mang tới tác dụng thật sự cho kiếm vực mà người biết, có kiếm vực, cho dù ngươi không địch lại lão già tóc đỏ đó, cũng tuyệt đối có năng lực để tự bảo vệ mình. Mà những bán thánh còn lại, ngươi cho dù chính diện giao thủ với đối phương cũng tuyệt đối có năng lực giết chết đối phương.
Dương Diệp cười khổ, nói. Yên tâm, sau khi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ mau chóng cùng ngươi đi cứu bản thể của ngươi. Hắn cũng khổ não vì vấn đề kiếm vực, bởi vì theo thực lực của hắn không ngừng đề thăng, hắn hiện tại thậm chí cảm giác kiếm vực hơi yếu. Hắn cũng từng nghiên cứu, nhưng chứ có thể trấn áp tốc độ và khí thế của người khác ra, hắn hiện tại không phát hiện kiếm vực này có chỗ nào đặc biệt lợi hại. Mà kiếm linh và những thiên tài của thánh đường đều nói kiếm vực rất lợi hại. Hắn hiện tại cảm thấy giống như là có một tấm kim phiếu mấy trăm triệu, nhưng lại không có mật mã để dùng. Kiếm linh gật đầu, sau đó nói. Ngươi hiện tại có hai điểm yếu, một là cảnh giới không đủ, đừng nhìn hiện tại hoàng giả cảnh cửu phẩm và hoàng giả cảnh nhất phẩm đối với ngươi thì chẳng có gì khác nhau, kỳ thật sự khác nhau vẫn rất lớn. Nếu ngươi hiện tại là hoàng giả cảnh cửu phẩm, đối mặt với lão già tóc đỏ ngươi cho dù không địch lại nhưng cũng không đến mức ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Có điều chuyện cảnh giới không thể gấp được, chỉ có thể từ từ để nước chảy thành sông, để ngươi đề thăng một cách tự nhiên. Điểm yếu thứ hai, đó chính là kiếm kỹ của ngươi, kiếm kỹ ngươi nắm giữ quá ít cũng quá đơn điệu. Cho nên, hiện tại điều ngươi cần phải làm chính là hoàn toàn nắm giữ được nhân kiếm trong tam tuyệt kiếm, tốt nhất là hỗn hợp với toàn bộ kiếm ý cùng quang chi kiếm tốc và chí mệnh nhất kích của ngươi lại với nhau, bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trong giao thủ chính diện uy hiếp được bán thánh. Cứ như vậy, dưới sự chỉ điểm của kiếm linh, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện trong núi lửa. Trong lúc này, phân thân hỏa diễm của lão già tóc đỏ lại tìm tới, có điều bởi vì có kiếm linh, Dương Diệp có thể biết được trước, bởi vậy, mấy lần đều bị hắn an toàn tránh được. Mà dưới sự chỉ đạo và tự làm mẫu của kiếm linh, hắn đã càng lúc càng thuần thục việc nắm bắt nhân kiếm. Hỏa linh tộc. Trong đại điện, lão già tóc đỏ ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư ở phía trước, bên trái lão là Thiên Viêm, Đồng Phần, đại trưởng lão, mà ở bên phải lão là bốn lão già mặc áo đỏ. Toàn bộ đều là bán thánh. Cộng với lão già tóc đỏ, bên trong đại điện tụ tập 8 vị bán thánh. Ta đã lục soát khắp toàn bộ hỏa linh tộc. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Nhưng vẫn không thể tìm được hắn. Hắn liệu có phải đã rời khỏi hỏa linh tộc rồi không? Đại trưởng lão nói. Lão già tóc đỏ lắc đầu, nói. Khả năng này không lớn. Hắn lúc trước dám một lần nữa giết về hỏa linh tộc thì sao có thể bỏ đi trước khi chưa đạt được mục đích? Chỉ là khí tức trên người kẻ này được che giấu, hơn nữa hắn dường như có thuật ẩn thân cực kỳ cao minh nào đó, bởi vậy, hắn nếu không chủ động hiện thân, cho dù là ta, cũng không thể tìm được hắn. Bên trong thanh âm của lão già tóc đỏ mang theo một tia bất đắc dĩ và hàn ý, lần đầu tiên lão không ngờ đành bất lực với một huyền giả hoàng giả cảnh, việc này nếu truyền ra ngoài, không chỉ lão, cho dù là toàn bộ hỏa linh tộc đều mất mặt. Lão già tóc đỏ dại nói. Hắn lúc này đang lẩn trốn, nhưng lại giống như một tòa núi lửa sắp bùng nổ, tùy thời có thể khiến hỏa linh tộc ta tổn thất thảm trọng, bởi vậy, chúng ta phải bước được hắn trước, sau đó thì diệt sát. Ngay cả tộc trưởng cũng không thể cảm nhận được khí tức của hắn à. Lão già áo đỏ ngồi đầu tiên bên phải hỏi. Lão già tóc đỏ lắc đầu, nói. Người ẩn đi khí tức cho hắn có thực lực cao hơn ta, hơn nữa chỉ sợ còn không chỉ là một chút. Huyền giả đại lục. Không phải yếu như chúng ta tưởng tượng. Lần này, Thánh Đường và Hỏa Linh tộc có thể nói đã đối địch với huyền giả đại lục, mà huyền giả nghịch chủng thì sắp xuất thế, tương lai rất đáng lo. Chúng ta không thể chờ hắn xuất hiện một cách bị động được. Lão già áo đỏ cầm đầu trầm giọng nói. Kẻ này phát điên rồi, hắn nếu xuất hiện, nhất định là có nắm chắc. Đương nhiên, hắn không thể ám sát chúng ta, nhưng hắn nhất định sẽ xuất thủ với tộc nhân của Hỏa Linh tộc. Cho nên, thật sự phải làm vậy à? Một lão già áo đỏ khác trầm giọng nói. Chỉ vì một huyền giả hoàng giả cảnh. Hắn không phải huyền giả hoàng giả cảnh bình thường. Lão già áo đỏ cầm đầu trầm giọng nói. Hắn phải chết, mà chúng ta cũng phải lấy được trấn giới thạch trên tay hắn. Lão già tóc đỏ gật đầu, đứng dậy, nói. Nếu đã vậy thì quyết định như thế đi. Mọi người ngồi đây không hề do dự, đều gật đầu. Chấm chấm chấm. Bên trong núi lửa, Dương Diệp đang tu luyện, đột nhiên, không gian trước mặt hắn khẽ dao động, tiếp theo, thanh âm của Phù Cẩm Tiên xuất hiện trong đầu hắn. Đi mau đi, đám người tộc trưởng chuẩn bị mở vạn hỏa đại trận đó bao trùm toàn bộ hỏa linh tộc, chỉ cần là đứng trong trận, tất cả ở hỏa linh tộc đều sẽ nằm trong lòng bàn tay họ. Người căn bản không thể ẩn núp được nữa đâu.
Tận thế của hỏa linh tộc. 1. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Nếu đúng như những gì mà Phù Cẩm Tiên nói, vậy thì hắn đừng nói là muốn báo thù cho Tiểu Man, cho dù là có thể giữ mạng hay không cũng là một vấn đề. Hắn có thể trốn trong Hồng Mông Tháp không ra ngoài, nhưng nếu vạn hỏa đại trận kia vẫn không thu hồi thì sao? Chẳng lẽ phải trốn ở trong Hồng Mông Tháp mãi? Hơn nữa có trốn ở trong Hồng Mông Tháp cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Đi, hiện tại đi ngay vẫn còn kịp. Kiếm Linh trầm giọng nói. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, cứ như vậy mà đi, hắn thật sự có chút không cam lòng. Hiện tại không đi, đợi lát nữa thì sẽ không kịp đâu. Kiếm Linh nói. Lúc này ở trong hỏa linh tộc, ít nhất có hơn 5 vị bán thánh, cộng với lão già tóc đỏ đó, cho dù là sư phụ ngươi cũng không nhất định có thể làm gì được họ. Tuy người lúc này đã có thể thi triển nhân kiếm, nhưng thứ cho ta nói thẳng, một khi bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Dương Diệp trầm mặc một lúc, đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn xuống dưới, nói. Trong dãy sơn mạch có cả vạn tòa núi lửa, mà dưới lòng núi lửa có nham thạch nóng chảy và sinh vật khủng bố nhiều vô tận. Nếu vạn tòa núi lửa này bùng nổ, ngươi nói xem liệu có thể bao phủ hỏa linh tộc hay không? Kiếm Linh nheo mắt, nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi làm thế nào để dẫn nổ những núi lửa này? Hơn nữa cho dù dẫn nổ được thì ngươi sẽ thoát thân như thế nào? Ai nói chúng ta sẽ tự dẫn nổ? Dương Diệp nói. Kiếm Linh nhíu mày nói. Ngươi là định dùng kiếm nô. Đó là kiếm nô bán thánh đấy, ngươi nỡ sao? Có gì mà không nỡ? Dương Diệp nói. Bên ngoài có nhiều bán thánh như vậy, sau khi còn lo không có kiếm nô à? Kiếm Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Muốn dẫn nổ vạn tòa núi lửa này, ít nhất cần hai gã kiếm nô bán thánh tự bạo, hai gã bán thánh tự bạo, đủ để dẫn nổ toàn bộ núi lửa ở đây. Sau khi những núi lửa này nổ tung, cho dù không thể hoàn toàn bao phủ toàn bộ hỏa linh tộc, nhưng ít nhất cũng có thể bao phủ 3/4 hỏa linh tộc. Nếu sinh vật phía dưới nham thạch nóng chảy không chịu sự khống chế của hỏa linh tộc, như vậy hỏa linh tộc xem như sẽ bị hủy diệt. Vậy thì khiến nó hủy diệt đi. Dương Diệp lạnh lùng nói. Có một vấn đề. Kiếm Linh nói. Muốn dẫn nổ những núi lửa này, có nghĩa là phải để hai kiếm nô bán thánh ở tại vạn hỏa sơn mạch, mà với thực lực của lão già tóc đỏ, chỉ cần hai kiếm nô bán thánh này rời khỏi người, hắn có thể lập tức phát hiện ra bọn họ, chỉ cần bị phát hiện, với thực lực của đối phương, trong nháy mắt là có thể đến được đây. Thế thì đơn giản thôi. Dương Diệp nói. Chỉ cần ta xuất hiện cùng hai kiếm nô, hắn nhất định là bắt ta trước, chỉ cần hắn tìm ta trước, vậy thì chúng ta sẽ thắng. Người đây là đang chơi với lửa đấy. Kiếm Linh nói. Dù sao ta cũng chơi rất nhiều lần rồi. Dương Diệp nói. Vậy thì điên cuồng một lần đi. Kiếm Linh nói. Bên trong một tòa đại điện của hỏa linh tộc, lão già tóc đỏ và 7 tên bán thánh còn lại đang chuẩn bị mở đại trận của hỏa linh tộc thì đột nhiên, 8 người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng. Hắn đã xuất hiện. Không biết là ai nói, sau đó 8 người đồng thời biến mất tại chỗ. Dương Diệp hóa thành kiếm quang bay tới thế giới nham tương ở dưới mặt đất, tốc độ rất nhanh, từ vạn hỏa sơn mạch đi ra, sau đó đến thế giới nham tương, có điều không tới mấy hơi thở, ngay vào khoảnh khắc hắn muốn đi vào thế giới nham tương, 8 lão già đã trực tiếp xé rách không gian, chắn ở trước mặt hắn. Hiện tại còn muốn chạy, có phải đã quá muộn hay không? Thiên Viêm nói với vẻ dữ tợn. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ xa lướt đến, rất nhanh. Kiếm Linh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Xong chưa? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh gật đầu. Hôm nay, không ai cứu được ngươi đâu. Lão già tóc đỏ hai tay giang ra, chung quanh lập tức xuất hiện một lồng giam từ hỏa diễm tạo thành, lồng giam không lớn, nhưng lại bao phủ lấy tất cả mọi người ở đây. Thiên Viêm nói. Dương Diệp, ngươi yên tâm, hỏa linh tộc ta sẽ không cho ngươi chết đâu. Ta sẽ bắt ngươi phải thử hết tất cả khổ hình trên thế gian. Khiến muốn sống không được, muốn chết không xong. Không chỉ như vậy, ngày sau ta sẽ tới Huyền Giả Đại Lục, bắt hết toàn bộ người có quan hệ với ngươi rồi mang tới trước mặt ngươi, sau đó cho ngươi thấy bọn họ phải chịu hết sự vũ nhục. Không không, thế vẫn không đủ, ngươi nếu có nhi tử, ta sẽ khiến hắn cả đời trở thành hỏa nô, mà nếu ngươi có nữ nhi, vậy thì càng tốt, ta sẽ khiến nó trở thành kỹ nữ trước mặt ngươi. Ta muốn ngươi và tất cả những người có quan hệ với ngươi trở thành kẻ thảm nhất trên cõi đời này.
Dương Diệp căn bản chẳng buồn để ý đến Thiên Viêm, cổ tay khẽ động, ý kiếm ngưng tụ, nắm ý kiếm, Dương Diệp quét nhìn tám vị bán thánh trong sân, nói. Lúc trước ta nói rồi, bởi vì Thiên Viêm lão cẩu và cháu gái của hắn, ta sẽ khiến hỏa linh tộc các ngươi phải trả cái giá mà các ngươi khó có thể trả được. Lúc trước giết những người đó chỉ là bước đầu mà thôi. Ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Các ngươi đã thấy pháo hoa chưa? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Lão già tóc đỏ nhướng mày, một cảm giác cực kỳ không ổn đột nhiên xuất hiện. Ta đã chuẩn bị một hồi pháo hoa long trọng cho hỏa linh tộc cho các ngươi, nào, cùng nhau xem thử nhé. Dương Diệp cười cười, sau đó tâm niệm khẽ động. Rầm rầm. Đột nhiên, xa ngoài vạn dặm vang lên hai tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ đại địa rung chuyển. Vào lúc này, tất cả huyền giả hỏa linh tộc đều cảm nhận được, tất cả huyền giả cơ hồ là cùng một lúc bay ra, kinh hãi nhìn nơi nơi phát ra tiếng nổ vang trời. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Rầm 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 rầm. Sau khi hai tiếng nổ, tiếp theo là những tiếng rầm nối liền không dứt, tiếng nổ trong nháy mắt đã bao phủ hỏa linh tộc, những tiếng nổ đó vang lên bên tai như tiếng sấm, chấn chết một số huyền giả hỏa linh tộc thực lực thấp kém. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, cả vạn cột lửa lớn tới vạn trượng phóng lên cao. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hỏa linh tộc bị bao phủ trong khói bụi do núi lửa bùng nổ. Toàn bộ hỏa linh tộc bắt đầu đất rung núi chuyển, vô số nham thạch nóng chảy và bụi bặm như pháo hoa từ trong không trung bùng nổ, sóng nhiệt trong đó khiến cho một số huyền giả hỏa linh tộc đứng gần vạn hỏa sơn mạch không thử được mà chết. Nham thạch nóng chảy như vỡ đê bàn trào ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tận thế đến rồi. Tận thế chân chính đến rồi. Vạn hỏa sơn mạch. Sắc mặt của tám vị bán thánh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cho dù lão già tóc đỏ cũng không ngoại lệ. Các ngươi đi cứu tộc nhân, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, đừng đối kháng với những sinh vật dung nham đó. Hai tay lão già tóc đỏ nắm chặt, khí thế cường đại từ trong cơ thể lão không ngừng ùa ra, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Đi. Đám người đại trưởng lão không dám do dự, thân hình khẽ động. Trực tiếp xé rách không gian, phóng tới chỗ dung nham và khói bụi. Pháo hoa có đẹp không? Dương Diệp nhếch miệng cười. Lão già tóc đỏ hít sâu một hơi, nói, sinh vật dưới lòng núi lửa, không phải thuộc về hỏa linh tộc ta, mà là dung nham dưới lòng đất trải qua vô số năm tháng mà sinh ra. Chúng đại đa số là căn bản không có trí tuệ, chỉ có bản năng giết chóc và hủy diệt, ngươi ở vào lúc huyền giả nghịch trùng sắp xuất thế thả chúng ra, ngươi có biết hậu quả hay không? Dương Diệp hai tay xòe ra, nói. Có liên quan tới ta à? Lúc nói, huyền khí trong cơ thể hắn đã bắt đầu sôi sục. Mặt lão già tóc đỏ co rúm lại, gằn từng chữ. Hôm nay, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi. Dứt lời. Một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể lão già tóc đỏ bộc phát ra, giống như núi lửa bùng nổ, mang theo khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Cơ hồ là cùng lúc, Dương Diệp tế ra trấn giới thạch, sau khi trấn áp cảnh giới của lão già tóc đỏ, ý kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm quang, cùng kiếm linh hợp lực xé rách ra một lỗ hổng trong lồng giam hỏa diễm, kiếm linh vội vàng thi triển ra kiếm thuẫn, khoảnh khắc hai người vừa biến mất, một đạo hỏa diễm đã thổi quét tới vị trí hai người vừa đứng. Lúc Dương Diệp và kiếm linh biến mất, một tiếng kêu đau đớn vang lên, đó là của Dương Diệp. Dương Diệp, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Thân hình lão già tóc đỏ khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất tại chỗ. Thế giới nham tương, Dương Diệp và kiếm linh thi triển tốc độ đến cực hạn, hai người đi qua đâu, kiếm khí tung hoành đến đó, xé mở nham thạch nóng chảy. Nhưng, lão già tóc đỏ ở phía sau quả thật giống như giòi trong mớ u bàn chân theo sát họ. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, người có ý kiến gì hay không? Dương Diệp lật tay phải, ma năng thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy lão già tóc đỏ lúc này chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm, nhưng thực lực của lão vẫn mạnh hơn bán thánh bình thường. Có điều cũng may, dưới sự áp chế của tuấn giới thạch, tốc độ của lão già chậm đi nhiều, không đến mức khiến hắn cùng với kiếm kinh ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Ngươi cản hắn, chúng ta trước ra khỏi thế giới nham tương này đã, ở thế giới nham tương tốc độ của ta không thể đạt tới cao nhất, mà hắn thì lại không gặp cản trở gì. Bởi vậy chỉ có thoát khỏi đây, chúng ta mới có cơ hội cắt đuôi hắn. Khi kiếm linh nói, lại thi triển ra kiếm đột, sau đó cùng Dương Diệp biến mất tại chỗ, nhưng rất nhanh, lão già tóc đỏ lại xuất hiện sau lưng bọn họ.
Lúc này, một cột lửa hiện ra, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt lại, không dám lơ là, huyền khí ùa vào ma năng thuẫn, sau đó chống đỡ. Dầm! Cột lửa đánh lên ma năng thuẫn, trực tiếp đánh bay Dương Diệp và kiếm linh ra mấy trăm trượng, bởi vì đứng mũi chịu sào, Dương Diệp lập tức cảm thấy thân thể như gặp đòn nặng, cả người đau đớn, kiếm linh ở sau lưng hắn thì đỡ hơn một chút. Cho dù người chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu hôm nay cũng sẽ giết ngươi. Thanh âm của lão già tóc đỏ vang lên bên tai hai người biến sắc, vừa muốn lách đi, nhưng rất nhanh, một mảng hỏa diễm trong nháy mắt lại bao phủ hai người. Bù! Một đạo kiếm quang phóng tên cao, xé rách hỏa diễm, sau đó Dương Diệp và kiến linh hóa thành kiếm quang bắn nhanh ra xa. Cứ thế mãi thế này không ổn. Trong giọng nói của Dương Diệp lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, khóe miệng hắn đã xuất hiện một dòng máu. Đúng lúc này, nham thạch nóng chảy ở xa xa đột nhiên bị xé mở, tiếp theo một người áo đen xuất hiện ở trước mặt hai người. Dương Diệp và người áo đen đều ngây ra. Là ngươi. Người áo đen và Dương Diệp cùng lên tiếng, trong thanh âm của hai người đều mang theo sự kinh hỉ không thể che giấu. Người áo đen là Tần Bất Phàm. Nào, giúp ta một tay, lấy ra trấn giới thạch của ngươi, cùng ta liên thủ giết chết tên chó săn phía sau. Trong thanh âm của Tần Bất Phàm mang theo một tia hưng phấn. Đám chó già này đã đuổi theo lão tử mấy ngày mấy đêm rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể khiến chúng biết được sự lợi hại của lão tử. Người bị người ta đuổi giết à? Bao nhiêu bán thánh thế? Dương Diệp hỏi. Khoảng 10 tên. Tần Bất Phàm vung tay, nói. Không sao, có trấn giới thạch, hai người chúng ta liên thủ có thể vừa giết vừa chạy. Tim Dương Diệp như trầm xuống, sau đó nói. Ta cũng đang bị đuổi giết. Tần Bất Phàm hơi ngây ra, nói. Ngươi đừng nói với ta cũng có 10 tên nhé. Chỉ có một tên thôi. Dương Diệp nói. Một tên thì sợ gì, giết chết hắn đi. Tần Bất Phàm hào khí can vân. Mà lúc này, lão già tóc đỏ vừa hay xuất hiện phía sau hai người Dương Diệp. Huyền giả nghịch trùng. Lão già tóc đỏ nhìn thấy Tần Bất Phàm, lập tức nhướng mày. Là hắn à? Tần Bất Phàm chỉ vào lão già tóc đỏ, nói. Ta thay người giải quyết trước. Nói xong hắn thân hình khẽ động, lao về phía lão già. Bùm! Một bóng người bay ra ngoài. Là Tần Bất Phàm. Ặc, Dương Diệp, người đi đi, ta không quen ngươi. Trong giọng nói của Tần Bất Phàm mang theo một tia thống khổ. Sinh vật nham thạch khủng bố. 2-1. Rất nhanh, 10 tên bán thánh đuổi giết Tần Bất Phàm xuất hiện, cầm đầu chính là Huyền Minh. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm và Kiếm Linh bị bao vây. Dương Diệp, là ngươi. Khi Huyền Minh nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt lập tức trầm xuống. So với Tần Bất Phàm, hắn hận Dương Diệp này hơn. 10 vị bán thánh. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, tức giận nói. Tần Bất Phàm, tên sát tinh ngươi, ngươi chạy tới hỏa linh tộc này làm gì? Ngươi vừa tới đã dẫn theo 10 vị bán thánh, gặp phải ngươi, ta đúng là xui xẻo 18 đời. Vốn gặp được Tần Bất Phàm, hắn còn rất cao hứng, bởi vì nếu liên thủ với Tần Bất Phàm, cho dù đánh không lại lão già tóc đỏ, nhưng tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề. Nhưng hắn, không ngờ, đối phương còn dẫn theo 10 vị bán thánh, mà trong đây còn có đối thủ cũ của hắn. Đồ lửa đảo. Ngươi mới là sát tinh, lúc trước không nên cùng tên sát tinh ngươi đến thánh địa, trong khoảng thời gian này lão tử mỗi ngày đều bị đuổi giết, ngay cả thời gian uống miếng nước cũng không có. Tần Bất Phàm nói, ta vốn là muốn chạy trốn tới hỏa linh tộc, mượn dùng hỏa linh tộc để thoát khỏi đám tay sai của thánh địa này, nhưng không ngờ lại gặp phải ngươi. Gặp thôi thì còn đỡ, ngươi lại còn trêu chọc một bán thánh cấp bậc lão quái vật. Mẹ nó, ngươi rốt cuộc đã làm gì ở hỏa linh tộc mà để loại lão quái vật này tự mình ra mặt đuổi giết ngươi thế? Tần Bất Phàm khi gặp Dương Diệp cũng rất cao hứng, bởi vì có trấn giới thạch của Dương Diệp, tỷ lệ hai người có thể trốn thoát sẽ lớn hơn. Nhưng hắn không ngờ, Dương Diệp trêu chọc một bán thánh cấp bậc lão quái vật. Đó là một tồn tại có thể một mình chọi với 10 bán thánh. Cũng không có gì cả. Chỉ là đồ sát hỏa linh tộc thôi. Dương Diệp hờ hững nói. Tần Bất Phàm hơi ngây ra, sau đó giơ ngón tay cái về phía Dương Diệp, nói. Ngươi lợi hại, ngươi yên tâm, ta nếu may mắn thoát được sẽ nhặt xác cho ngươi. Dương Diệp nói. Nhưng xem ra ngươi không có cơ hội đào tẩu đâu.
Tần Bất Phàm nhìn về phía lão già tóc đỏ, nói. Oan có đầu, nợ có chủ, hỏa linh tộc ngươi không phải do ta đổ sát, không liên quan tới ta, ngươi thấy sao? Chỉ cần lão quái vật trước mắt này không ra tay với hắn, hắn nắm chắc có thể phá vây. Huyền giả nghịch trùng, kẻ nào cũng đáng tru diệt. Lão già tóc đỏ bình tĩnh nói. Tần Bất Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta nên liên thủ hợp tác, người thấy sao? Người có lựa chọn khác à? Dương Diệp nói. Công bằng chút đi, lão già tóc đỏ này là ngươi trêu chọc, theo lý thì nên là ngươi đi đối phó. Tần Bất Phàm nói. Ta tự chọc thì ta tự giải quyết, thế nào? Câm miệng. Lúc này, Huyền Minh đột nhiên quát. Tần Bất Phàm, Dương Diệp, hai người các ngươi cho rằng các ngươi là bán thánh à? Cho dù hai người các ngươi là bán thánh, hôm nay cũng đừng hòng chạy thoát. Cầm con mẹ ngươi đi, lão tử đang nói chuyện, ai cho ngươi chõ mồm vào. Thân hình Tần Bất Phàm khẽ động, hóa thành một đạo hồ quang bắn về phía đó Huyền Minh. Loại chó già như ngươi, ông đây lúc trước thổi một hơi ta có thể giết chết người rồi. Rầm rầm. Nhưng rất nhanh, Tần Bất Phàm lại về bên cạnh Dương Diệp. Biết sao được, vừa động thủ, 10 người người ta liền liên thủ vây công, tuy hắn mạnh, nhưng cũng không thể dùng sức của một người để chống lại sự liên thủ của 10 vị bán thánh. Phải nói hắn không bị miểu sát đã là rất giỏi rồi. Nhiều người quá, chơi không lại. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói. Có điều không sao, không lâu nữa lão tử sẽ có người giúp đỡ. Nghĩ xem trốn thế nào đi. Dương Diệp nói. Với loại đội hình này của đối phương, bọn họ muốn chiến thắng, không nghi ngờ gì nữa là người si nói mộng, đừng nói chiến thắng, cho dù có thể chạy thoát hay không cũng là vấn đề rất lớn. Lão già tóc đỏ không động thủ với đám người Huyền Minh, chỉ bao vây Dương Diệp và Tần Bất Phàm. Mà Dương Diệp và Tần Bất Phàm cũng không vọng động, đang tìm cơ hội. Các hạ là người đó của hỏa linh tộc. Huyền Minh nhìn lão già tóc đỏ, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì lão già trước mắt này rất mạnh, mạnh vô cùng. So với sư huynh Huyền Không của hắn thì còn mạnh hơn. Lão già tóc đỏ nói. Ta biết các ngươi lo lắng điều gì, cũng biết các ngươi có chủ ý gì. Có điều, trấn giới thạch trên người Dương Diệp này bất kể là như thế nào cũng không thể cho các ngươi được. Đó là của Thánh Đường. Huyền Minh trầm giọng nói. Trước kia là vậy, nhưng sau khi rơi vào tay Dương Diệp thì là của hắn. Lão già tóc đỏ nói. Mà hiện tại... Nó nếu rơi vào tay ta thì chính là của ta. Các hạ muốn đối địch với Thánh Đường ta à? Huyền Minh đạo nói. Lão già tóc đỏ cười khẽ một tiếng, nói. Thế lực trong Thánh Địa, Thánh Đường ngươi thực lực quả thật được coi là mạnh nhất, nhưng Thánh Địa không phải là Thánh Đường ngươi độc đại. Hơn nữa lúc này Huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế, mà Thánh Đường ngươi lại đứng mũi chịu sào, cho nên, muốn lấy danh hào Thánh Đường ra để uy hiếp ta thì ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó. Chúng ta nếu giao thủ, không chỉ lưỡng bại câu thương, còn có thể khiến hai người này ngư ông đắc lợi. Huyền Minh nói. Không bằng thế này đi, chúng ta trước tiên bắt lấy hai người này đã, sau đó mới bàn đến việc phân phối đồ trên người họ thuộc về ai, thế nào? Lão già tóc đỏ hơi trầm ngâm, sau đó nói. Được, Đúng lúc này, ở một đầu khác thế giới nham tương đột nhiên truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếp theo. Thiên Viêm xuất hiện trước mặt lão già tóc đỏ. Lúc này sắc mặt lão rất khó coi, không, phải nói là rất đáng sợ. Sao thế? Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Thiên Viêm sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Quái vật dung nham nhiều vô cùng vô tận, toàn bộ thấp nhất cũng là hoàng cấp, còn có cả cấp bán thánh. Hai vị hộ pháp đã chết trận, vô số tộc nhân bị giết, tộc trưởng, hỏa linh tộc ta tiêu rồi. Đồng tử lão già tóc đỏ co rút lại, nói. Ta đã xem nhẹ những sinh vật dưới lòng núi lửa, bảo mấy vị bán thánh và huyền ghi tả hoàng giả cảnh dẫn tộc nhân còn lại rút khỏi lòng đất, có thể cứu bao nhiêu người thì cố cứu lấy bấy nhiều. Còn đứng ở chỗ này làm gì, nhanh lên. Mà đúng lúc này, hơn 10 ánh lửa từ bên trong nham thạch nóng chảy ở xa xa hối hả bay tới, ánh lửa dừng ở bên cạnh lão già tóc đỏ. Là đám người đồng phần và đại trưởng lão. Ngoài ra còn có hơn 100 huyền giả hỏa linh tộc, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ. Tộc trưởng, rút thôi, chúng ta phải mau chóng rút khỏi nơi này. Trong thanh âm của đại trưởng lão đầy vẻ lo lắng, còn mang theo một tia kinh sợ.
Đột nhiên một tiếng nổ đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Mọi người nhìn lại, đều biến sắc. Yết Hầu Tần Bất Phàm giật giật, nói. Ngươi rốt cuộc đã làm gì thế? Dương Diệp lúc này cũng có chút ngây đơ. Ở cuối tầm mắt của mọi người là đủ loại cự vật dung nham, mỗi một cự vật dung nham thấp nhất cũng phải cao gần trăm trượng, con người đứng trước mặt chúng giống như con kiên ở trước mặt con voi vậy. Quan trọng nhất là những cự vật dung nham này thấp nhất cũng là hoàng cấp. Số lượng, ít nhất phải mấy vạn, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, những cự vật dung nham này ngừng lại. Tiếp theo, một tiểu cô nương toàn thân tỏa ra hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuổi của tiểu cô nương nếu nhìn từ bề ngoài thì chỉ khoảng 5-6 tuổi, lớn như Lôi Lâm. So với Lôi Lâm thì hình dạng của tiểu cô nương có chút quỷ dị. Trên đầu nàng ta thắt hai bím tóc màu lửa, theo sự đong đưa của bím tóc màu đỏ, không gian chung quanh bím tóc không ngờ nổi lên từng gợn sóng. Mà trên người nàng ta thì khoác một bộ áo mỏng màu lửa từ nham thạch nóng chảy dệt thành, quan trọng nhất là hai mắt của tiểu cô nương, trong hốc mắt của nàng ta là hai đóa hỏa diễm màu đỏ rực. Thiên Địa Linh Vương. Con người lão già tóc đỏ co rút lại, trong thanh âm mang theo vẻ khiếp sợ. Lão không ngờ ở dưới lòng đất hỏa linh tộc không ngờ có tồn tại của Thiên Địa Linh Vương. Sắc mặt đám người Huyền Minh cũng trở nên ngưng trọng, tuy chỗ bọn họ có 10 vị bán thánh, nhưng giờ họ phải đối mặt với cả vạn hoàng giả cảnh, hơn nữa trong đó có thể còn có cấp bán thánh. Nghĩ vậy, đám người Huyền Minh đã có ý rút lui, nhưng cứ như vậy rời đi, bọn họ lại không cam lòng. Bởi vì Dương Diệp và Tần Bất Phàm ở ngay trước mắt, hiện tại nếu rời đi, sau này muốn bắt được bọn họ sẽ rất khó. Tiểu cô nương đột nhiên nói. Hỏa Linh lão tổ còn sống không? Lão già tóc đỏ hơi ngây ra, nói. Các hạ là ai, vì sao biết tổ tiên của Hỏa Linh tộc? Tiểu cô nương nhìn về phía lão già tóc đỏ, nói. Là tổ tiên của ngươi à? Tốt lắm, năm đó hắn vì muốn thu phục ta nên đã trấn áp ta ở sâu trong lòng đất. Đồng thời bày ra vạn đạo trận pháp để trấn áp ta. Đáng tiếc, lúc ta suy yếu hắn tại không có. Đó, hiện tại xem ra hắn chắc là đã chết trước trận đại chiến đó. Sớm biết như vậy, ta đã ra sớm rồi, chứ không phải đợi tới hiện tại mới ra. Mọi người ở đây đều dùng mình. Tiểu cô nương trước mắt này đã sống 10 vạn năm, là thuộc về nhân vật thời đại Thái Cổ. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Các hạ. Tổ tiên ta đã vì thế giới này mà vẫn lạc, ân oán giữa ngươi và ông ta. Ân oán giữa ta và hắn. Tiểu cô nương cắt ngang lời nói của lão già tóc đỏ. Lấy tộc nhân của hắn để trả lại, hỏa linh tộc ngươi hôm nay một người cũng đừng hòng rời khỏi đây, tất cả đều phải chết. Dứt lời, 50 ngọn lửa đột nhiên xuất hiện chung quanh đám người Dương Diệp. Bên trong những ngọn lửa này đều là tiểu cô nương to bằng nắm đấm. Nhưng chính những tiểu cô nương to bằng nắm đấm này lại khiến sắc mặt của mọi người trong sân biến đổi. Bởi vì tiểu cô nương trong 50 ngọn lửa này đều là cấp bán thánh. 50 vị bán thánh. Lần này tiêu rồi. Khóe miệng Tần Bất Phàm không ngừng co rúm lại, 50 vị bán thánh, mấy vạn sinh vật hoàng cấp, còn có tiểu cô nương sống 10 vạn năm. Hơn nữa lại còn đang ở trong nham thạch nóng chảy, căn bản là không có chỗ nào để trốn cả. Các hạ. Lúc này, Huyền Minh đột nhiên nói. Đây là ân oán giữa các hạ và hỏa linh tộc, không liên quan tới chúng ta không có ác ý với các hạ, chúng ta giờ đi ngay, thế nào? Nếu đã tới rồi thì ở lại hết đi. Tiểu cô nương hờ hững nói. Trong 50 ngọn lửa đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm ngút trời thổi quét tới đám người Dương Diệp, 50 vị bán thánh đồng loạt ra tay. Uy lực như vậy là khiếp người tới cỡ nào? Có điều lão già tóc đỏ và đám người Huyền Minh cũng không phải hạng kém cỏi, khi 50 vị bán thánh xuất thủ, bọn họ cũng không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Dương Diệp, ngươi nếu không muốn chết thì lấy trấn giới thạch ra trấn áp bọn họ đi. Huyền Minh giận dữ hét lên. Trấn áp cái con mẹ ngươi. Dương Diệp cùng Kiếm Linh và Tần Bất Phàm ba người liên thủ tấn công ra ngoài. Về phần lời nói của Huyền Minh, nói đùa à, trấn áp những sinh vật hỏa diễm này để giúp Huyền Minh. Hắn không ngu, mục tiêu chính yếu của tiểu cô nương là hỏa linh tộc, hắn nếu trấn áp, không chừng đối phương sẽ đổi mục tiêu sang hắn. Đúng lúc này, một ánh lửa lóe lên, tiểu cô nương hỏa diễm đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, chặn đường ba người họ. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tiểu cô nương nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Huyền giả nghịch trùng xuất thế. Một,
Trong sân đang chém giết kịch liệt, đám cường giả hỏa linh tộc lão già tóc đỏ và đám người huyền minh bắt đầu liên thủ, dưới sự liên thủ của hai bên, không ngừng có người lao ra khỏi vòng vây, có điều lại phải trả cái giá cực đắt. Không đến thời gian 10 hơi thở, bên huyền minh đã chết 4 bán thánh, mà hỏa linh tộc thì càng thảm hơn, trừ cường giả bán thánh, huyền giả hỏa linh tộc còn lại cơ hồ đã chết mất 9 thành. Tuy lão già tóc đỏ thực lực cường hãn, nhưng lúc này, bán thánh vây đánh lão phải có tới gần 30 vị. Dưới sự vây công của 30 vị bán thánh, với thực lực của lão già tóc đỏ cũng chỉ có thể phòng ngự bị động. Dương Diệp, hỏa linh tộc ta hôm nay vì người mà diệt, lão phu thề, ngày khác nhất định sẽ tiêu diệt toàn tộc của ngươi, khiến người của tộc người trọn đời không thể siêu sinh. Toàn bộ thân thể của lão già tóc đỏ ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số đạo hỏa diễm trùng kích ra bốn phía, quầng lửa đang bao vây bán thánh của hỏa linh tộc và thánh đường lập tức bị mở ra. Một lỗ hông, huyện giả của hỏa linh tộc còn sót lại và đám người huyền minh không bỏ lỡ cơ hội này, toàn bộ xông ra qua lỗ hổng, chỉ nháy mắt đã biến mất ở cuối nham thạch nóng chảy. Khoảng 30 quầng lửa bán thánh đuổi theo, mà 20 bán thánh và tiểu cô nương đó, cùng với cự vật dung nham hoàng cấp nhiều vô tận thì bao vây ba người Dương Diệp. Từ sau khi quen người, ngày tháng của ta vốn không còn an bình nữa. Tần Bất Phàm nhìn chung quanh, thấy chung quanh có hơn 20 bán thánh, còn có cự vật dung nham nhiều tới che trời phủ đất, hắn triệt để từ bỏ ý định động thủ lao ra ngoài. Động thủ chính là tìm chết. Dương Diệp lúc này tim cũng như chìm vào đáy cốc, hắn không ngờ tiểu cô nương này lại bỏ qua hỏa linh tộc để ngăn cản hắn. Trời đất chứng giám, hắn thật sự chưa bao giờ nhìn thấy tiểu cô nương này mà. Tiểu cô nương bồng bềnh trước mặt Dương Diệp, lại hỏi. Nhân loại, ta ở trên người ngươi ngửi được hương vị quen thuộc, hương vị rất quen thuộc. Nói cho ta biết vì sao lại như vậy, bằng không ngươi sẽ chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, lật cổ tay trấn giới thạch xuất hiện ở trong tay hắn, huyền khí ùa vào trấn giới thạch, lập tức, cảnh giới của mọi người đều bị áp chế. Hắn không biết tiểu cô nương này nói gì, nhưng hắn biết nếu không động thủ có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Vào khoảnh khắc Dương Diệp lấy ra trấn giới thạch, huyền khí trong cơ thể Tần Bất Phàm cũng điên cuồng vận chuyển, muốn động thủ. Vào giây phút chỉ mảnh treo chuông này, một đạo lôi quang hiện lên, sau đó lôi lâm xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Lôi lâm đầu tiên là ngẩn ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm và Kiếm Linh, lập tức lao tới trước mặt tiểu cô nương áo đỏ rồi ôm lấy nàng ta, kinh hỉ nói. Tiểu anh, người không chết, tốt, tốt quá. Nói xong, lôi lâm không ngờ ôm lấy mặt tiểu cô nương áo đỏ mà hôn, khiến cho trên gương mặt tiểu cô nương áo đỏ dính đầy nước bọt. Nhưng tiểu cô nương lại không hề tức giận, ngược lại còn là ôm lấy lôi lâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy vẻ vui sướng giống như lôi lâm. Các ngươi quen nhau à? Vẻ mặt Dương Diệp đầy kinh ngạc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn thiếu chút nữa thì định cá chết lưới rách với đối phương rồi. Nhưng mà kết cục hơn phân nửa sẽ là hắn chết. Lôi lâm dắt tay tiểu cô nương tên là Tiểu Anh tới trước mặt Dương Diệp, nói. Đây là Tiểu Anh, sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với ta, nhưng nàng ta so với ta lợi hại hơn nhiều. Ta nhìn ra rồi. Dương Diệp gật đầu, tuy Tiểu Anh trước mắt này chưa xuất thủ, nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối rất cường đại, thậm chí có thể không hề yếu hơn tộc trưởng của hỏa linh tộc. Hơn nữa đối phương tuy thoạt nhìn cũng giống tiểu hài tử như lôi lâm, nhưng ngôn hành cử chỉ của đối phương lại là của một người trưởng thành. Biết ngươi hiện tại vì sao vẫn còn sống không? Tiểu Anh nhìn Dương Diệp đột nhiên nói. Bởi vì lôi lâm. Dương Diệp nói. Tiểu Anh vươn tay ra xoa xoay đầu lôi lâm, nói. Nàng ta rất đơn thuần, không biết lòng người tà ác, bởi vậy lúc trước mới bị Long Tổ dụ dỗ đi làm mắt trận. Ta cảm giác được, nàng ta rất tín nhiệm ngươi, rất có hảo cảm với ngươi. Cho dù là vậy, ngươi cũng không hạ cấm chế trên người nàng ta để khống chế nàng ta, đây là nguyên nhân đến giờ người vẫn còn sống. Lôi lâm lắc lắc tay Tiểu Anh, nói. Tiểu Anh, Diệp ca ca là người tốt, hắn cho ta ăn, còn bảo vệ ta, đối đãi với ta rất tốt, ngươi đừng đánh hắn được không? Dương Diệp. Ngươi lúc trước chính là vì như vậy mới bị người ta lừa dắt đi, ngươi có biết không? Lôi lâm, ngươi tới khi nào mới có thể hiểu chuyện một chút? Tiểu Anh quay đầu nhìn lôi lâm, trong giọng nói lộ ra vẻ tức giận. Nhận thấy được Tiểu Anh đang tức giận. Quầng lửa bán thánh chung quanh và cự vật dung nham toàn bộ lục đục muốn động, hỏa diễm bắn ra bốn phía, giống như chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cút!
Tiểu Anh nhìn quầng lửa bán thánh chung quanh và các cự vật dung nham, quầng lửa bán thánh cùng cự vật dung nham tập tức liên tục lui ra sau mấy trăm trượng. Ngươi hung dữ như vậy làm gì? Lôi Lâm thả lỏng tay Tiểu Anh, mắt ngân ngấn nước. Tiểu Anh chủ động kéo tay Lôi Lâm lại, giọng nói ôn nhu bảo. Ta không phải hung dữ với ngươi, ta là hận, hận tất cả nhân loại trên thế giới này. Lôi Lâm, nhân loại đều không đáng tin. Nói đến đây, nàng ta chỉ vào Dương Diệp, nói. Hắn hiện tại hạ cấm chế với ngươi, không cắn nuốt ngươi, có lẽ chỉ vì không có phương pháp, có lẽ còn có tính toán khác đó, ngươi hiểu chưa? Hắn sẽ không như vậy đâu. Lôi Lâm nói xong liền nhìn về phía Dương Diệp, nói. Diệp ca ca, ngươi sẽ không khi dễ Lôi Lâm đâu, đúng không? Tần Bất Phàm ở bên cạnh khóe miệng giật giật, tiểu cô nương này. Có cần phải ngây thơ vậy không? Dương Diệp đi đến bên cạnh Lôi Lâm, xoa đầu Lôi Lâm, nói. Bằng hữu này của ngươi nói không sai, Lôi Lâm, đừng tùy tiện tin tưởng nhân loại. Nhưng, cũng đừng không tin ai. Dù sao, ngươi có thể tin ta bởi vì ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi quá vô sỉ. Tần Bất Phàm lắc đầu, lại có nhận thức mới đối với trình độ vô sỉ của Dương Diệp. Ta hiện tại lại muốn giết ngươi. Tiểu Anh nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ta tin Diệp ca ca. Lôi Lâm nắm tay Dương Diệp, nói. Hắn sẽ không làm tổn thương tới ta, còn cả Tử Nhi tỷ tỷ nữa, Tử Nhi tỷ tỷ cũng sẽ không làm tổn thương tới ta. Dương Diệp cười cười, nhìn về phía Tiểu Anh, nói. Đúng như người nói, nếu ta thật sự có ác ý với Lôi Lâm, vậy ít nhất cũng nên hạ cấm chế ở trên người nàng ta mới đúng, nhưng ta lại không làm như vậy. Nói xong, kiếm ý trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng trào ra, chỉ chốc lát, kiếm ý này ngưng tụ thành một thanh ý kiếm xuất hiện ở trước mặt Tiểu Anh. Hành động này của Hơ Dương Diệp khiến quáp gờ lửa bán thánh và cự vật dung nham ở chung quanh lại bắt đầu sao động, nhưng không có mệnh lệnh của Tiểu Anh, chúng lại không dám vọng động. Cơ diếm ý thiên cấp, cũng hiếm có đấy. Tiểu Anh sắc mặt bình tĩnh, không hề dao động, nói. Ngươi có thể đạt tới kiếm ý thiên cấp, đủ thấy được thiên phú của ngư chi, cũng đủ thấy tâm tính của ngươi. Ngươi nếu thật sự làm việc có lỗi với lương tâm thì ngươi không thể đạt tới kiếm ý thiên cấp. Tuy là như vậy, nhưng ta vẫn sẽ không để Lôi Lâm tiếp tục đi theo ngươi. Lôi Lâm nhìn nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn nhìn Tiểu Anh, nói. Tiểu Anh, hay là ngươi cùng ta đi theo Diệp ca ca đi, ngươi và hắn ở chung với nhau, ngươi sẽ biết hắn là một người tốt. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể chơi cùng nhau, không rời xa nhau, được không? Dương Diệp. Tiểu Anh nói. Ngươi đi theo hắn sẽ không an toàn. Hơn nữa, thực lực của ngươi quá yếu. Sau này ngươi đi theo ta tu luyện cho tốt đi. L. Lôi Lâm, ngươi ở lại đây đi. Tuy hắn có chút luyến tiếc Lôi Lâm, nhưng đúng như lời Tiểu Anh này nói. Lôi Lâm đi theo hắn rất không an toàn. Hắn ở thánh địa này có thể nói là kẻ địch khắp nơi. Và lại, Lôi Lâm đi theo hắn, hắn cũng không giúp gì được Lôi Lâm cả, không thể cứ để Lôi Lâm trở thành đồ tham ăn. Mà Tiểu Anh này và đồng loại với Lôi Lâm, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, Lôi Lâm đi theo nàng ta. An toàn sẽ được bảo đảm, hơn nữa Tiểu Anh có lẽ còn có thể đề thăng tu vi của Lôi Lâm. Nhưng ta không nỡ rời xa ngươi, và Tử Nhi tỷ tỷ nữa. Lúc này, Dương Diệp cũng nói. Lôi Lâm thấp giọng nói. Dương Diệp cười nói. Chúng ta cũng đâu phải là không gặp nhau nữa, ngươi đi theo bằng hữu của ngươi tu luyện cho tốt, chờ ngươi cường đại như nàng ta rồi, đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta và Tử Nhi tỷ tỷ. Khi đó, ngươi còn có thể giúp ta và Tử Nhi tỷ tỷ đánh kẻ xấu. Được. Lôi Lâm gật gật đầu, nói. Ta trước tiên sẽ theo Tiểu Anh chơi một đoạn thời gian, chờ chơi chán rồi, chúng ta sẽ đi tìm ngươi và Tử Nhi tỷ tỷ. Mọi người. Đúng lúc này, 30 quầng cửa đột nhiên từ xa xuất hiện, Dương Diệp dùng mình, bởi vì 30 hỏa đoàn này chính là 30 bán thánh lúc trước đuổi theo giết Huyền Minh và lão già tóc đỏ. Không thể không nói. Thế lực của Tiểu Anh này quá khủng bố rồi. Các ngươi có thể đi được rồi đó. Tiểu Anh nói. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó vươn tay ra vẫy một cái, Thanh Vân Tử Điện xuất hiện trên tay hắn, nói. Lôi Lâm, không có gì tặng cho ngươi, cái này để ngươi chơi, nếu có thể thì đừng ăn nó nhé. Nhưng vạn nhất đói bụng thì sao? Lôi Lâm chớp chớp mắt. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, hắn giữ chặt tay Lôi Lâm. Lấy ra một nạp giới đeo lên ngón trỏ của Lôi Lâm, nói. Trong đây có rất nhiều đồ ăn ngon,
nếu đói bụng thì lấy ra ăn. Ở đây tu luyện cho tốt, ta và Tử Nhi tỷ tỷ sẽ đến thăm ngươi. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, cùng Tần Bất Phàm và Kiếm Linh thân hình khẽ động, biến mất ở cuối nham thạch nóng chảy. Lôi Lâm nhìn Thanh Vân Tử Điện ở trong tay một lúc, nói. Tiểu Anh, sau này chúng ta có thể đi tìm Diệp ca không? Ngọn lửa trong mắt Tiểu Anh đột nhiên bắt đầu xoay tròn, nói. Năm đó các ngươi vì trấn áp huyền giả nghịch chủng, hy sinh nhiều linh vật như vậy. Hiện tại đã đến lúc các ngươi phải trả giá gấp ngàn lần. Tiểu Anh, ngươi nói gì thế? Không có gì, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một số đồ chơi hay. Sau khi ra khỏi lòng rất, Dương Diệp còn chưa kịp cao hứng thì Kiếm Linh ở bên cạnh hắn lại đột nhiên thân thể mềm nhũn, sau đó thì ngã xuống. Dương Diệp biến sắc, vội vàng ôm lấy Kiếm Linh, nói. Ngươi làm sao vậy? Bản thể của ta đã xảy ra chuyện rồi. Trong giọng nói của Kiếm Linh lộ ra vẻ vô cùng suy yếu. Huyền giả nghịch trùng sắp xuất thế. Ngươi chính là vỏ kiếm của thanh kiếm đó. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Ngươi không nể mặt ta à? Một, Kiếm Linh nhìn thoáng qua Tần Bất Phàm, nói. Bản thể của tuy ta đã trấn áp các ngươi 10 vạn năm, nhưng ta chẳng phải cũng bị nhốt ở đó 10 vạn năm à? Từ trên trình độ nào đó mà nói, ta kỳ thật cũng chẳng khác gì các ngươi cả. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp thầm dũng động, âm thầm đề phòng. Đám người Tần Bất Phàm bị Kiếm Linh trấn áp 10 vạn. Năm, nếu nói không có oán khí thì là không có khả năng. Tần Bất Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, nói. Yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, Tần Bất Phàm ta biết kẻ địch của mình là ai. Nể tình mọi người đã liên thủ đối địch, nhắc nhở ngươi một chút, không phải ai cũng ân oán rõ ràng như ta đâu, người mang theo vỏ kiếm cố này. Ngày sau khẳng định sẽ có vô số huyền giả nghịch chủng ra tay với người. Dù sao, bản thể của vỏ kiếm cổ này của người từng tra tấn chúng ta 10 vạn năm. Dương Diệp nói, ta không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ ngươi. Cũng đúng. Tần Bất Phàm gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồ quang lướt đi xa. Sao lại đi vậy? Dương Diệp hỏi, ở cùng với ngươi rất nguy hiểm. Cuối chân trời. Thanh âm của Tần Bất Phàm từ xa truyền đến. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, thầm nghĩ có chút đáng tiếc, hắn vốn luôn muốn bảo Tần Bất Phàm dẫn hắn đi tìm địa phương mà bản thể Kiếm Linh đang ở, nhưng hiển nhiên, Tần Bất Phàm này chắc đoán ra ý đồ của hắn, cho nên căn bản không cho hắn cơ hội nói ra đã chạy rồi. Chúng ta phải mau chóng đi tới chỗ bản thể của ta. Trong thanh âm của Kiếm Linh lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy, xem ra tình huống rất nghiêm trọng. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó tay phải vung lên, Phù Cẩm Tiên xuất hiện trước mặt hắn. Lúc trước chuyện hắn bảo Kiếm Linh đi làm chính là đi đón Phù Cẩm Tiên. Chúng ta thoát được rồi à? Mặt Phù Cẩm Tiên lộ vẻ vui mừng, nhìn lướt chung quanh, nói. Hỏa linh tộc sao rồi? Tiêu Tùng rồi. Dương Diệp lạnh lùng nói. Phù Cẩm Tiên ngẩn người, sau đó ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Biết chỗ trấn áp huyền giả nghịch trùng ở đâu không? Dương Diệp hỏi, bản thể của Kiếm Linh bất kể là như thế nào cũng phải cứu, trước tiên không nói tới thanh kiếm đó có thể khiến hắn để thăng thực lực, còn có thể khiến hắn thật sự nắm giữ được kiếm vực, hơn nữa Kiếm Linh giúp đỡ hắn nhiều như vậy, hắn bất kể là như thế nào cũng không thể nhìn Kiếm Linh cứ vậy vẫn lạc. Ngươi muốn làm gì? Phù Cẩm Tiên cả kinh nói. Ta hy vọng, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Dương Diệp nhìn thẳng vào Phù Cẩm Tiên, trong giọng nói lộ ra vẻ khó chịu. Phù Cẩm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói. Nơi trấn áp huyền giả nghịch trùng tên là Tuấn Ngục Tháp, ở sâu dưới tâm trái đất, so với hỏa linh tộc ta thì còn sâu hơn, hơn nữa nơi đó khói bụi dày đặc, cường giả bán thánh nhiều vô số. Thứ cho ta nói thắng, người căn bản không vào được đâu. Dương Diệp nhướng mày, nói. Có biện pháp khác không? Phù Cẩm Tiên nghĩ nghĩ, nói. Phù Cẩm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói. Nơi trấn áp huyền giả nghịch trùng tên là Tuấn Ngục Tháp, ở sâu dưới tâm trái đất, so với hỏa linh tộc ta thì còn sâu hơn nữa nơi đó khói bụi dày đặc, cường giả bán thánh nhiều vô số. Thứ cho ta nói thắng, người căn bản không vào được đâu. Dương Diệp nhướng mày, nói. Có biện pháp khác không? Phù Cẩm Tiên nghĩ nghĩ, nói. Có. Nói ra đi. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nói. Thánh đường có 4 thiên đường tu luyện,
phân biệt là Huyễn Yêu Xâm Lâm, U Minh Hải, Vân Trung Lôi Trì, mà Trấn Ngục Tháp này cũng là một trong số đó. Trấn Ngục Tháp cũng là đứng đầu trong bốn thiên đường tu luyện, bởi vì nơi đó có năng lượng hệ lửa cực kỳ dồi dào, tương đương với hỏa tinh thạch, hơn nữa là trên 500 năm. Đương nhiên, nơi đó cũng là địa phương nguy hiểm nhất, bởi vì nơi đó tùy thời có thể có huyền giả nghịch chủng đi ra. Mà nếu huyền giả nghịch chủng đi ra không mạnh, cường giả bán thánh của thánh đường cũng không sẽ ra tay, sẽ để những thiên tài của thánh đường tự mình đối mặt. Nói trọng điểm đi. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nói. Người muốn tới Trấn Ngục Tháp này nhất định phải trà trộn vào trong thánh đường. Đương nhiên, điều này cũng không đơn giản. Cho dù là thiên tài của thánh đường cũng không thể tùy tiện tới bốn thiên đường tu luyện. Nếu muốn tới bốn thiên đường tu luyện này, chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng tích phân của thánh đường để đổi lấy. Tích phân của thánh đường. Dương Diệp nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe thấy từ này. Phù Cẩm Tiên gật đầu, nói. Ở thánh đường, làm gì cũng cần tích phân để đổi, ví dụ như công pháp, huyền kỹ, huyền bảo, thậm chí mặc quần áo, thức ăn cũng cần dùng tích phân để đổi. Không chỉ như vậy, cho dù là kết hôn thành thân, cũng cần tích phân mới được. Dù sao ở thánh đường, không có tích phân, người chẳng làm được việc gì hết. Bởi vậy, người của thánh đường, đặc biệt là thiên tài đặc biệt mỗi ngày đều phải làm việc, chính là để kiếm tích phân, bởi vì chỉ có tích phân, mới có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn, mà muốn thu hoạch tích phân thì cần phải có thực lực cường đại. Cho nên, thực lực của thánh đường là mạnh nhất trong tất cả chủng tộc của thánh địa. Dưới tình huống như vậy, cho dù là kẻ lười cũng không thể không cố gắng. Dương Diệp hiện tại xem như đã minh bạch lý do thiên tài của thánh đường hơn hẳn thiên tài của hỏa linh tộc và huyền giả đại lục. Ở trong hoàn cảnh này, nếu không cố gắng, đừng nói là trở nên mạnh mẽ mà có thể còn bị chết đói. Có thể từ nơi khác để tới Trấn Ngục Tháp không? Dương Diệp lại hỏi, trà trộn vào thánh đường, thật sự là có chút không nắm chắc, nơi đó không phải là hỏa linh tộc, cho dù bị phát hiện, cũng có cơ hội trốn. Nhưng nếu bị phát hiện ở thánh đường, có thể là thập tử vô sinh. Phù Cẩm Tiên lắc đầu, nói. Trừ phi ngươi muốn cường công. Nơi đó có bao nhiêu bán thánh? Ở ngoại vi đã có ít nhất hơn 50 vị, hiện tại có thể còn nhiều hơn. Phù Cẩm Tiên trả lời. Dương Diệp nheo mắt, nói. Nhiều vậy à? Phù Cẩm Tiên nói. Nơi đó không chỉ có cường giả bán thánh của thánh đường, còn có cường giả bán thánh của hỏa linh tộc ta cùng với cường giả bán thánh của chủng tộc khác. Cho nên ngươi muốn cường công thì căn bản là không thể. Xem ra ta không có lựa chọn khác rồi. Dương Diệp nói. Nhưng bộ dáng của ngươi. Phù Cẩm Tiên muốn nói lại thôi. Dương Diệp vươn tay ra sờ sờ mặt mình, sau đó nói. Yên tâm, ta có biện pháp giải quyết. Ngươi sẽ không giết ta chứ? Phù Cẩm Tiên bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên, nói. Vì sao lại nói vậy? Hiện tại ta đã biết thân phận và mục đích của ngươi, nếu ta chết, vốn sẽ không còn ai biết nữa. Phù Cẩm Tiên nói. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó nói. Ta làm việc, chú trong không thẹn với lương tâm, nếu ta bởi vì nguyên nhân này mà giết người thì ta sẽ không qua được cửa tâm lý của bản thân. Phù Cẩm Tiên thở phào nhẹ nhõm, nói. Đa tạ. Nàng ta kỳ thật không sợ chết. Nhưng nàng ta sợ sau khi nàng ta chết thì không có ai có thể báo thù cho nàng ta. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Kiếm Linh, nói. Cố kiên trì thêm một đoạn thời gian, ta rất nhanh sẽ cứu bản thể của ngươi ra. Đa tạ. Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Người nên đa tạ là ta. Hiện tại ta quá yếu, không thể tùy ý biến ảo thành hình người, cũng không thể thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tự ngươi phải cẩn thận một chút. Kiếm Linh nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Không sao, nhân kiếm trong Tam Tuyệt kiếm ta đã tu luyện gần xong rồi, hơn nữa trong một đoạn thời gian tương lai, ta có thể cũng không cần dùng kiếm kỹ. Kiếm Linh gật đầu, sau đó hóa thành vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay Dương Diệp. Nhìn vỏ kiếm cổ một lúc, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu lại, nói. Đi thôi, tới thánh đường. Kiếm Linh gật đầu. Sau đó hóa thành vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay Dương Diệp. Nhìn vỏ kiếm cổ một lúc, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu lại, nói. Đi thôi, tới thánh đường. Tường thành của cổ thánh thành cao cút trong mây, với thực lực hoàng giả cảnh của hắn cũng không nhìn thấy đỉnh, người đứng dưới tường thành, nhỏ bé giống như là một hạt bụi không đáng nhắc tới.
Cổ thánh thành này chính là tất cả cường giả thánh giả cảnh nhân loại thời kỳ thái cổ hợp lực xây lên, đá của tường thành này đều là hắc diệu thạch được vận chuyển từ nơi sâu nhất cực bắc tới. Bản thân loại hắc diệu thạch này cực kỳ kiên cố, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng khó mà phá hủy được, bên trên tòa thánh thành này còn có lực lượng pháp tắc mà cường giả thái cổ lưu lại. Cho nên, cho dù là cường giả bán thánh, cũng khó mà phá hủy được tòa cổ thành này. Phù Cẩm Tiên ở bên cạnh Dương Diệp nói khẽ. Lúc này Dương Diệp đã thay đổi hình dáng, hắn dùng một loại đan dược tên tà hoán nhan đan để thay đổi. Hắn không sợ bị người ta nhìn ra, bởi vì hắn chỉ dùng đan dược để thay đổi tổ chức cơ nhục phần dưới, nói một cách nghiêm khắc thì mặt hắn vẫn là mặt hắn, chỉ là tổ chức cơ nhục thay đổi một chút mà thôi. Cho nên, cho dù là cường giả bán thánh cũng không thể nhìn ra, bởi vì mặt hắn không phải dùng mặt nạ da người hoặc là dùng huyễn thuật để tạo ra. Mà Phù Cẩm Tiên thì vẫn là bộ dạng vốn có, đây cũng là yêu cầu của bản thân nàng ta, bởi vì chỉ có như vậy, nàng ta mới có thể về tại trong đám người hỏa linh tộc còn sống sót. Đáng để nhắc tới à, Phù Cẩm Tiên nhận được tin tức do tộc trưởng của hỏa linh tộc phát ra, nói tất cả hỏa linh tộc, chỉ cần là người còn sống đều nhận được tin tức, trong tin tức tộc trưởng hỏa linh tộc bảo bọn họ lập tức tới cổ thánh thành. Hai người tới trước của thành thì bị một lão già ngăn lại. Khóe mắt Dương Diệp nhướn lên, bởi vì lão già thủ vệ này là cường giả bán thánh. Lão già thủ vệ liếc hai người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp, nói. Nhân tộc, hỏa linh tộc, Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên gật đầu. Có tích phân không? Lão già thủ vệ nói. Dương Diệp lắc đầu. 20 viên đá năng tượng siêu phẩm. Lão già thủ vệ nói xong, lập tức tại bổ sung nói. Hỏa tinh thạch cũng được. Phải trên 100 năm. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, vừa vào cửa đã đòi 20 viên đá năng lượng siêu phẩm, thánh đường này thật sự là con mẹ nó biết mảm ăn quá. Sau khi giao ra 20 viên đá năng lượng siêu phẩm, hai người đi vào cổ thánh thành, vừa vào cổ thánh thành, hai người đã bị ba gã nam tử cản lại. Phù Cẩm Tiên, không ngờ thật sự là ngươi. Nam tử áo trắng dẫn đầu quan sát Phù Cẩm Tiên, sau đó cười nói. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm, không ngờ đúng là ngươi, nghe nói hỏa linh tộc các ngươi bị giết, có phải là sự thật không? Ồ, không ngờ ngươi lại đổi nam nhân rồi. Chậc chậc, kỹ thuật của nam nhân này thế nào, có bằng được ta không? Ha ha, nàng ta chính là Phù Cẩm Tiên đó à? Một nam tử mặc hoàng bào ở bên cạnh lập tức nổi lên hứng thú, ánh mắt không ngừng lướt trên người Phù Cẩm Tiên, nói. Chậc chậc, đúng là vư vật. Không phải vậy sao? Nam tử áo trắng cười nói. Lúc trước ở hỏa linh tộc gặp nàng ta giả vờ thân mật với ta, kỳ thực là muốn giết ta, còn tưởng rằng ta không biết, không ngờ rằng ta đã sớm biết ý đồ của nàng ta. Mỗi lần khi chơi nàng ta, nhìn bộ dạng muốn động thủ lại cố kỵ của nàng ta, chậc chậc, sướng khỏi phải bàn, ha ha. Sắc mặt Phù Cẩm Tiên trắng bệch, cũng không phải để ý tới thanh danh của mình, dù sao thanh danh của nàng ta sớm đã không còn. Cái nàng ta để ý là thái độ của Dương Diệp, ở chung với Dương Diệp đến bây giờ, nàng ta đã ít nhiều hiểu được tính tình của hắn. Tuy Dương Diệp không khinh bỉ nàng ta, nhưng nàng ta biết, đối phương cũng không thích loại tác phong này của nàng ta. Quả nhiên, Dương Diệp nhíu mày. Đối với Dương Diệp mà nói, hắn thật sự không muốn tham gia vào việc của Phù Cẩm Tiên, nhưng cứ như vậy vứt bỏ đối phương thì quả thực có chút không phúc hậu. Lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Phù Cẩm Tiên, nói. Đi thôi. Phù Cẩm Tiên thầm thở phào, vội vàng gật đầu. Mà lúc này, nam tử áo trắng đó lại chắn trước mặt Dương Diệp, nói. Vị huynh đệ này, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi chắc chắn với những gì mà ngươi nói chứ? Dương Diệp hỏi. Nam tử áo trắng cười hắc hắc nói. Đương nhiên, nữ nhân này ta vẫn muốn chơi, ngươi sẽ không phản đối đi chứ? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói. Ngươi có nguyện ý không? Phù Cẩm Tiên vội vàng lắc đầu, ánh mắt nàng ta lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì trực giác nói với nàng ta rằng Dương Diệp đã có chút bực mình rồi. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo trắng, nói. Ngươi thấy rồi đó. Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng vụt tắt, ngón tay chỉ vào ngực Dương Diệp, nói. Nói với ngươi là vì nể mặt ngươi. Hiện tại, ta không muốn nể mặt ngươi nữa, ta muốn chơi nàng ta ở ngay trước mặt ngươi. Loại như ngươi, ta có thể đánh gục 10 tên. Một, dầm, hư một tiếng, nam tử áo trắng trực tiếp bay ra ngoài,
sau đó nên lên mặt đất ngoài trăm trượng, khiến mặt đất nứt ra vô số khe hở. Nhanh, nhanh vô cùng. Từ lúc nam tử áo trắng bay ra cho tới cuối cùng nện xuống mặt đất, rất nhiều người có mặt căn bản là không nhìn rõ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều biết là nam tử áo xám bên cạnh Phù Cẩm Tiên gây ra. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Dương Diệp thì Dương Diệp đã không còn đứng ở chỗ cũ. Nam tử áo trắng đó hoàn toàn ngây ngốc, bởi vì bản thân hắn cũng không phát hiện mình vì sao lại bị đánh bay. Cố nén đau đớn trên người, hắn đang chuẩn bị đứng lên thì lúc này, một bàn chân đã dẫm lên ngực hắn. Dương Diệp nhìn xuống nam tử áo trắng, nói, vừa hay, ta cũng không muốn nể mặt ngươi. Ngươi, bốp, nam tử áo trắng muốn nói gì đó, nhưng đã chậm rồi, Dương Diệp nhấc chân lên đá một cước vào bụng hắn, nam tử áo trắng lập tức giống như một con tôm được luộc chín, cong người bay ra ngoài trăm trượng, cuối cùng thì đập mạnh xuống đất, làm mặt đất trực tiếp nứt ra một cái hố nhỏ. Lần này động tĩnh không nhỏ, khiến cho rất nhiều người chung quanh lục tục vây tới. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nam tử mặc hoàng bào sắc mặt âm trầm nhìn Dương Diệp, nhưng lại không động thủ. Dương Diệp lạnh lùng liếc nam tử mặc hoàng bào một cái, người sau biến sắc, theo bản năng lui ra sau hai bước, nhưng trên mặt lại cố ra vẻ trấn định nói. Chúng ta là người của Thính Tuyết Lâu. Nói xong, hắn chỉ vào chỗ ngực trái của mình, nơi đó, có một bông tuyết màu trắng. Dầm! Nam tử mặc hoàng bào cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi xuống bên cạnh nam tử áo trắng. Thính Tuyết Lâu. Dương Diệp rút tay lại, nói. Chưa nghe bao giờ. Trong sân ổ lên. Người này là nhân tộc, sao có thể ngay cả Thính Tuyết Lâu cũng chưa từng nghe qua. Hắn không phải là từ trong tảng đá chui ra chứ? Hay là đang cố ý muốn đánh vào mặt Thính Tuyết Lâu? Đánh vào mặt Thính Tuyết Lâu á? Khả năng này không lớn. Thực lực của tuy hắn cường hãn, nhưng hắn chỉ có một mình, có thể là đối thủ của Thính Tuyết Lâu sao? Tuy Thính Tuyết Lâu không bằng Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện, nhưng tốt xấu gì cũng có hơn trăm cường giả hoàng giả cảnh. Mà ba người này vừa nhìn đã biết là hạng lon ton trong Thính Tuyết Lâu. Tóm lại có trò hay để xem rồi. Quả thật có trò hay để xem rồi, các ngươi nhìn kìa, người nào của Thính Tuyết Lâu ai tới thế? Ồ, cuồng nhân Thạch Tam. Nghe nói người này một tháng trước vừa đạt tới hoàng giả cảnh ngũ phẩm, nhìn khí tức từ trên người nhìn hắn phát ra kìa, chắc không phải giả đâu. Chậc chậc, lần này xảy ra chuyện chết người rồi. Trong ánh mắt của mọi người, một nam tử đầu chọc dẫn theo hơn 10 thanh niên hướng tới chỗ Dương Diệp. Dáng người của nam tử đầu chọc khá là to lớn, so với người bình thường thì to hơn một vòng, ở trước bộ ngực để trần của hắn là một vết sẹo dài 20 cm. Trừ vết sẹo này ra còn có rất nhiều vết sẹo nhỏ, lộ ra vẻ dữ tợn. Mà trong tay phải nam tử đầu chọc là một cây búa lớn đen nhánh, nam tử đầu chọc cứ như vậy kéo búa lớn đi về phía Dương Diệp. Theo sự di động của nam tử đầu chọc, búa lớn tạo ra tiếng rít chói tai và tia lửa trên mặt đất. Nam tử đầu chọc đi rất chậm, nhưng mọi người trong sân cơ hồ đều cảm nhận được một cỗ áp lực trầm trọng, giống như là một ngọn núi đang đổ về phía họ. Nam tử đầu chọc dừng chân. Hắn nhìn hai người nam tử áo trắng nằm bất động trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau khi dùng lại một chút ở ngực trái Dương Diệp, hắn nói. Không phải Đao Kiếm Minh, cũng không phải Bái Nguyệt Điện, càng không thể là người trên thánh bảng, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì mang tới tự tin cho người mà người dám đụng đến người của Thính Tuyết Lâu ta ở Thánh Thành. Dương Diệp giơ quyền đầu lên, nói. Hiểu rồi chứ? Ngươi cảm thấy mình mạnh lắm à? Thạch Tam vặn vặn cổ tay, lập tức những tiếng rắc rắc vang lên. Loại người như ngươi, đánh 10 tên cũng chẳng vấn đề gì. Dương Diệp thật thà nói. Trong sân tại ổ lên, một hoàng giả cảnh nhị phẩm nói đánh được 10 hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Hắn cho rằng mình vậy những kẻ điên trên thánh bảng à. Ha ha! Thạch Tam phá bên cười. Dần dần, nụ cười của hắn lộ ra có chút dữ tợn, nói. Cuồng vọng thì phải trả một cái giá cực lớn, hiện tại, ta sẽ bắt ngươi phải trả cái giá lớn mà ngươi nên trả. Dứt lời, cây búa lớn trong tay hắn đột nhiên bay về phía Dương Diệp, búa lớn mang theo tiếng xé gió bén nhọn chói tai hung hăng đập về phía Dương Diệp. Búa lớn rất nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến mức tất cả mọi người không nhìn rõ quỹ tích của nó, chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng màu trắng và tiếng xé gió chói tai. Mọi người nhận thấy rõ, Thạch Tam không lưu thủ. Vừa ra tay đã hạ tử thủ. Có điều cũng đúng,
Người của Thính Tuyết Lâu bị đánh trước mắt bao người, mà hắn thì bị người ta vũ nhục thẳng vào mặt, nếu hắn không hạ tử thủ để lập uy thì ngày sau chỉ sợ không chỉ không thể sống yên ở Thính Tuyết Lâu, thậm chí còn không thể đứng chân ở Thánh Thành. Rất nhanh, vô số người có mặt nhìn thấy một màn khiến cho mắt bọn họ phải trợn trừng. Cây búa có thể phá núi vỡ đất bị một bàn tay tóm lấy. Đó là tay Dương Diệp. Đám người Thạch Tam lúc này sắc mặt trong nháy mắt biến thành kinh hãi, bọn họ không phải là kẻ ngốc, đối phương có thể tiếp được một búa của Thạch Tam dễ dàng như vậy, chứng minh cho điều gì? Chứng minh thực lực của đối phương hơn xa Thạch Tam. Thính Tuyết Lâu đã phải thiết bản rồi. Đây là suy nghĩ trong đầu của mọi người lúc này. Nắm lấy búa lớn, Dương Diệp thuận tay vung vẩy, không gian lập tức vặn vẹo, một màn này khiến cho mí mắt của mọi người chung quanh giật giật, đặc biệt là Thạch Tam. Lúc này trong lòng hắn đã khiếp sợ vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, lực lượng nhục thân của người trước mắt này ít nhất cũng cao hơn hẳn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đây là thiên tài từ đâu mò ra vậy? Vì sao chưa bao giờ nhìn thấy? Búa lớn không ngừng chuyển động trong tay Dương Diệp, ánh mắt mọi người đều hướng vào chiếc búa, hiện tại mọi người đều rất hiếu kỳ, không biết Thạch Tam có tiếp được một búa này hay không. Ai ngờ Dương Diệp lại đột nhiên ném búa đi, cắm phập xuống đất, sau đó nhìn về phía Phù Cẩm Tiên bên cạnh hắn, nói. Đi thôi. Phù Cẩm Tiên hơi ngây ra, khi nhìn thấy Dương Diệp đã bước về phía trước thì lúc này mới hồi thần, đồng thời nàng ta trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, nàng ta cho rằng Dương Diệp chuẩn bị định đại khai sát giới, nàng ta không hề nghi ngờ Dương Diệp sẽ làm như thế. Chỉ là nếu đại khai sát giới ở đây, nhất định sẽ dẫn tới vô số phiền toái. Theo sự thương lượng của nàng ta và Dương Diệp, bọn họ sau khi tiến vào Thánh Thành, đầu tiên là tìm chỗ để dừng chân, sau đó thì nghĩ biện pháp để Dương Diệp trà trộn vào Thánh Đường. Nếu Dương Diệp đại khai sát giới ở đây, chuyện khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều biến số, có điều cũng may. Hắn không làm vậy, tuy nàng ta không rõ Dương Diệp lại đột nhiên không động thủ nữa, nhưng không động thủ là tốt rồi. Phù Cẩm Tiên vội vàng đuổi theo Dương Diệp, cứ như vậy, hai người trong ánh mắt của mọi người đi về phía nơi xa. Chuyện cứ vậy mà kết thúc à? Đối với Dương Diệp mà nói, bắt nạt những người này kỳ thật không thú vị chút nào, hắn lúc trước sở dĩ xuất thủ, chỉ là vì hai người đó hơi quá đáng. Hơn nữa Phù Cẩm Tiên lúc này nói như thế nào cũng là người trung đường. Thấy chết mà không cứu, chuyện này hắn không làm được. Quan trọng nhất là hắn biết rõ mục đích mình đến cổ Thánh Thành, hắn là tới để tìm cơ hội đến Trấn Ngục Tháp chứ không phải tới giết người, ít nhất hiện tại không phải vậy. Có người nói nhất niệm thiện, nhất niệm ác, có thể nói hắn hiện tại chính là nhất niệm thiện. Nhưng rất nhiều lúc người thấy chuyện thì tránh, nhưng lại không thể được như ý nguyện. Đứng lại. Sau khi Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên đi được một đoạn thì Thạch Tam đột nhiên trầm giọng quát. Xong rồi. Trong đầu Phù Cẩm Tiên hiện ngay lên suy nghĩ này, chuyện nàng ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Nàng ta muốn khuyên Dương Diệp, nhưng nàng ta biết rất rõ, lời của nàng đối với nam tử trước mắt này mà nói căn bản không có phân lượng gì cả. Nếu là tiểu man thì có lẽ còn được. Dương Diệp thì không để ý tới Thạch Tam, tiếp tục đi về phía trước. Nói đùa à, người bảo ta đứng thì ta đứng sao? Ta nếu thật sự đứng lại thì chẳng phải là rất mất mặt ư. Người bên cạnh đều nhìn thấy sắc mặt của Thạch Tam lúc này, sắc mặt hắn rất trầm, còn mang theo vẻ dữ tợn. Khinh thị, còn khinh thị một cách trắng trợn ở trước mặt vô số người, không có gì khiến cho người ta khó chịu hơn là bị khinh thị. Hắn vốn chỉ đến để trợ chiến, dù sao người của Thính Tuyết Lâu gặp chuyện không may, hắn là người của Thính Tuyết Lâu, hắn đã thấy thì bất kể là như thế nào cũng không thể không quản. Nhưng hiện tại đã không phải là trợ chiến nữa rồi. Tôn nghiêm. Vì tôn nghiêm của Thính Tuyết Lâu cũng vì tôn nghiêm của bản thân Thạch Tam hắn. Cho nên, cản bọn chúng lại cho ta. Theo giọng nói của Thạch Tam vang lên, mười mấy người bên cạnh hắn lập tức thân hình khẽ động, toàn bộ chắn trước mặt Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên. Thạch Tam vươn tay ra vẫy một cái, búa lớn từ xa hóa thành một luồng sáng bay trở về trong tay hắn, hắn kéo búa lớn đi tới trước mặt Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên. Nói. Người cứ vậy mà đi à, hai huynh đệ của Thính Tuyết Lâu ta thì thế nào đây? Dương Diệp cười khẽ, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thạch Tam chỉ vào hai gã nam tử vẫn nằm trên mặt đất ở xa xa, nói. Cùng nữ nhân này quỳ xuống trước họ, xin họ tha thứ cho các ngươi. Nếu bọn họ tha thứ cho các ngươi tự chặt một tay một chân,
việc này cứ vậy bỏ qua. Hắn biết nam nhân trước mắt này rất mạnh, ít nhất thực lực khẳng định là trên hắn. Nhưng thế thì sao, hắn có mạnh tới mấy thì cũng chỉ có hai người mà thôi, mà hắn, bên cạnh có mười mấy người, mà mười mấy người này toàn bộ là hoàng giả cảnh. Quan trọng nhất là sau lưng hắn còn có một thính tuyết dâu, trừ thánh bảng và bái nguyệt điện cùng đao kiếm minh ra, không có ai là thính tuyết lâu không dám chọc. Nếu ta không làm vậy thì sao? Dương Diệp nói. Vậy ta sẽ giết chết ngươi. Thạch Tam dữ tợn nói. Nếu vậy thì... Dương Diệp gật đầu, nói. Vậy hay là để ta giết các ngươi nhé, dù sao ta cũng không muốn chết. Dứt lời, tay phải Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đột nhiên đánh ra. Lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho không gian trước mặt hắn trở nên vặn vẹo. Thạch Tam hơi biến sắc, cũng may hắn đã sớm có phòng bị, bố trong tay chắn ngang trước ngực. Rắc! Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho bố trong tay Thạch Tam vỡ ra, mà dư uy còn lại thì chấn cho Thạch Tam bay ngược ra ngoài. Trên không trung, Thạch Tam liên tục phun ra máu tươi, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hiện tại mới phát hiện, người trước mắt này so với tưởng tượng của hắn thì khủng bố hơn rất nhiều. Mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Thạch Tam hoảng hốt, nói. Ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười gằn. Giết chết các ngươi. Dứt lời, quyền đầu lại đánh ra. Rất nhiều lúc luôn như vậy, người đẹp chuyện cho Đặng Yên Thân, nhưng người khác lại không muốn. Thậm chí sự nhượng bộ của ngươi có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy ngươi là yếu đuối sợ phiền phức, cho nên, khi đối mặt với rất nhiều chuyện, lùi chỉ có thể đổi lấy sự được một tấc lại muốn tiến một thước của đối phương. Thế giới này luôn là như vậy, người mềm thì hắn sẽ cứng, người cứng thì hắn sẽ mềm. Dầm! Thạch Tam trong ánh mắt của mọi người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng sau khi nện xuống đất thì cả người run rẩy, sau mấy giây thì không còn động tĩnh nữa. Chết rồi! Lúc này, khi mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi. Vốn đây chỉ là một sự kiện tranh đấu có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hiện tại có thể đã thành không chết không ngừng rồi. Bên cửa sổ một lầu cao cách đám người Dương Diệp mấy trăm trượng, một nam tử và một nữ tử đang chăm chú nhìn Dương. Diệp, trên mặt hai người đều có một tia ngưng trọng, nhưng phần lớn là vẻ hả hê. Phía sau hai người có ba nam ba nữ đang đứng, nam đứng một bên, nữ đứng một bên, hiển nhiên là hai bên không cùng trận doanh. Lực lượng nhục thân không tồi, bất kể là tốc độ hay là lực lượng, đều rất không tồi, chỉ không biết hắn dùng mấy thành thực lực mà thôi. Nữ tử cầm đầu thản nhiên nhìn Dương Diệp, nói. Thực lực không tồi, nhưng con người lại quá xung động, làm việc bất chấp hậu quả. Người như thế, ở cổ thánh thành không sống lâu được đâu. Bái Nguyệt Điện ngươi không có hứng thú với hắn à? Nam tử đột nhiên hỏi. Nữ tử nói. Không phải không có hứng thú. Mà là muốn thấy thực lực chân chính của hắn. Nếu hắn chỉ có thực lực trình độ như hiện tại, vậy thì không đáng để Bái Nguyệt Điện ta vì hắn mà đi điều đình với Thính Tuyết Lâu. Ta cũng rất hiếu kỳ thực lực chân chính của hắn. Nam tử cười khẽ, ánh mắt hướng về Dương Diệp ở xa xa. Sau khi một quyền đánh chết Thạch Tam, Dương Diệp quay đầu nhìn Phù Cẩm Tiên vẫn chưa hồi thần, nói. Đi thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phù Cẩm Tiên đột nhiên hoàn hồn. Sau đó có chút đờ đẫn đuổi theo Dương Diệp. Ngươi dám giết người của Thính Tuyết Lâu ta, ngươi. Lúc này, một huyền giả của Thính Tuyết Lâu ở bên cạnh cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Dương Diệp sau khi người thì cứ vậy bỏ đi, thân hình hắn khẽ động, chắn trước mặt Dương Diệp. Dầm! Nam tử này còn chưa nói xong thì cả người đã trực tiếp bay ra ngoài. Một kích lấy mạng. Huyền giả còn lại của Thính Tuyết Lâu hoảng hốt, không ai dám xông lên cản hai người Dương Diệp nữa. Xin lỗi. Phù Cẩm Tiên đi theo bên cạnh Dương Diệp, thấp giọng nói. Nàng ta hiểu rõ, sở dĩ tạo thành cục diện như bây giờ đều là vì nàng ta. Dương Diệp nói. Chuyện của người trước kia ta không rõ lắm, có điều ta hiểu được, người trước kia sở dĩ làm như vậy, có thể phần lớn là vì bất đắc dĩ. Nhưng tự ngươi cũng nên hiểu, ngươi làm như vậy căn bản không báo được thù, ngược lại còn chà đạp bản thân. Tự ngươi ngâm lại đi. Đứa con và trưởng phu đã chết của người có muốn nhìn thấy người chà đạp bản thân như vậy để báo thù cho bọn họ không? Dương Diệp không khinh thường Phù Cẩm Tiên, hắn cũng không cảm thấy mình có tư cách để khinh thường đối phương. Thậm chí còn có chút bội phục đối phương. Một nữ nhân sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn khiến bản thân sống sót,
đồng thời còn có thể vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân để báo thù, đây tuyệt đối không phải là chuyện mà nhiều nữ tử có thể làm được. Giống như lúc trước, nếu có ai có thể cứu mẫu thân hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm. Đương nhiên, nếu đối phương hy sinh tôn nghiêm của mình là vì bản thân, vậy Dương Diệp sẽ cười nhạt, nhưng đối phương tại không phải vậy. Một nữ nhân dưới tình huống không có thực và ực, muốn báo thù, cũng chỉ có bản rẻ thân thể của mình. Phù Cẩm Thiên trầm mặc, không nói gì. Dương Diệp cũng không nói gì, hắn với đối phương nói đến cùng chẳng qua là hợp tác tạm thời mà thôi, đối phương sau này lựa chọn con đường gì thì đó là chuyện của đối phương, hắn không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Phải làm thế nào mới có thể đạt được cái gọi là tích phân? Dương Diệp hỏi, hiện tại chuyện chính yếu hắn cần làm là đạt được tích phân gì đó, sau đó tới Trấn Ngục Tháp cứu bản thể của Kiếm Linh. Muốn đạt được tích phân, có rất nhiều lựa chọn, nhưng cách nhanh nhất đạt được tích phân, đồng thời đạt được nhiều nhất chỉ có hai con đường, một là tới Thánh Đường nhận nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể có được tích phân, hai là đả bảng, người chắc biết, Thánh Đường có một thánh bảng, chỉ cần lọt vào được bảng này, như vậy có thể đạt được tích phân nhất định, hơn nữa mỗi tháng cũng có phần thưởng tích phân nhất định, không chỉ tích phân, còn có thể đủ thu hoạch công pháp huyền kỹ, thậm chí là bí pháp thần thông. Có điều bảng này rất khó đánh. Nói đến đây, Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, nói. Đương nhiên, đối với người chắc không khó như vậy. Đột nhiên, hai người dừng chân, bởi vì một đám người đã bọn họ trước mặt bọn họ. Bốn người bên trái đều là nam, trước ngực trái mỗi người đều thêu đồ án đao kiếm giao nhau nho nhỏ, mà bốn người bên phải thì tất cả đều là nữ, chỗ ngực trái bọn họ thêu một hình mặt trăng màu trắng. Đao kiếm minh, cung kiếm. Nam tử cầm đầu ở bên trái nhìn Dương Diệp nói. Bái Nguyệt Điện, Mạc Linh. Nữ tử cầm đầu ở bên phải cũng nói. Không ngờ là cung kiếm trong tam kiếm của Đao Kiếm Minh. Trong sân có người kinh hô. Nghe nói một tháng trước, kiếm ý của cung kiếm này đã đạt tới cửu trọng, cũng không biết là thật hay giả. Chắc là thật rồi, các ngươi nhìn hắn kìa, tuy hắn không thi triển kiếm ý, nhưng cả người lại vô cùng sắc bén. Nếu không phải đạt tới kiếm ý cửu trọng thì sao có thể như vậy được? So sánh với cung kiếm, càng có hứng thú với Mạc Linh này hơn, hai tháng trước, ta chính mắt nhìn thấy nàng ta dùng sức của một người chảm sát ba gã cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, mà bản thân nàng ta chỉ là hoàng giả cảnh ngũ phẩm mà thôi. Ta còn nghe nói, nàng ta đã giao thủ với cường giả bán thánh, cũng không biết là thật hay vua. Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện đều xuất hiện ở đây, chẳng lẽ bọn họ muốn chiêu mộ người kia? Chắc vậy rồi, người này cũng may mắn thật. Chỉ cần hắn gia nhập bất kỳ một thế lực nào, vậy chuyện đó hắn giết Thạch Tam của Thính Tuyết Lâu chắc sẽ được giải quyết. Cũng chưa chắc, ai chẳng biết tên lâu chủ của Thính Tuyết Lâu luôn bênh vực người bên mình. Hơn nữa, loại chuyện này liên quan tới mặt mũi của Thính Tuyết Lâu, nếu hắn không lấy lại được mặt mũi, sau này ở Cổ Thánh Thành ai còn gia nhập Thính Tuyết Lâu nữa? Cứ xem thế nào. Nghe thấy lời nói của những người chung quanh, người duy nhất cười nhạt chính là Phù Cẩm Tiên. Không ai hiểu người bên cạnh, nàng ta khủng bố thế nào hơn nàng ta, cho dù lúc này Dương Diệp không thể dùng kiếm, không thể thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng không nghi ngờ gì nữa, lâu chủ Thính Tuyết Lâu gì đó tuyệt đối không thể đối kháng. Dương Diệp nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Mạc Linh, nói. Có việc gì à? Cung kiếm nói. Ngươi là thể tu. Có thể coi là vậy. Dương Diệp trả lời. Hắn đến Cổ Thánh Thành này chính là dùng thân phận thể tu mà đến, hiện tại công bố ra thì càng tốt, đỡ cho hắn rất nhiều phiền toái. Cung kiếm nói, thực lực của ngươi không tồi, gia nhập Đao Kiếm Minh ta, tích phân cố định một tháng là 100 điểm, về phần công pháp huyền kỹ pháp bảo, phải trông vào biểu hiện CC của bản thân ngươi. Mà ánh mắt của Mạc Linh này thì hướng sang người Phù Cẩm Tiên, nói. Ngươi là huyền giả hỏa linh tộc. Phù Cẩm Tiên hơi ngẩn ra. Sau đó gật đầu. Mạc Linh nói, cháu gái của tộc trưởng hỏa linh tộc, cũng chính là từ chỉ tình đó đã gia nhập Bái Nguyệt Điện ta, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể. Lời nói của Mạc Linh khiến Phù Cẩm Tiên và Cung Kiếm đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là Phù Cẩm Tiên, bởi vì nàng ta cảm thấy Mạc Linh này hẳn à đến để chiêu mộ Dương Diệp mới đúng. Tuy nàng ta cũng là hoàng giả cảnh, nhưng chiến lực lại chỉ bình thường mà thôi. Rất nhanh, Cung Kiếm giống như là nghĩ tới gì đó. Hắn nhìn xoáy vào Mạc Linh, nói. Tính kế hay thật. Vốn đối với bọn họ mà nói,
Dương Diệp là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ gần thứ hai, bọn họ quyết đoán đứng ra. Bởi vì lần xuất thủ thứ hai, Dương Diệp không vận dụng huyền khí. Nói cách khác, Dương Diệp đơn thuần dựa vào lực lượng nhục thân để miểu sát một cường giả hoàng giả cảnh. Tuy bọn họ vẫn không biết thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng chỉ điểm này cũng đủ để khiến bọn họ mời chào rồi. Lúc này Phù Cẩm Tiên cũng minh bạch, đối phương mời chào nàng ta là giả, mời chào Dương Diệp mới là thật. Bởi vì nếu nàng ta gia nhập Bái Nguyệt Điện này, vậy Dương Diệp rất có khả năng cũng sẽ gia nhập Bái Nguyệt Điện. Cho dù là không gia nhập, cũng bởi vì duyên cớ của nàng ta mà chẳng khác nào để lại một con đường. Nữ nhân trước mắt này tính kế giỏi thật, nhưng đáng tiếc, đối phương không hiểu, giữa nàng ta và Dương Diệp chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác tạm thời mà thôi. Ta vừa giết người của Thính Tuyết lâu gì đó đấy. Dương Diệp nhìn thẳng vào Mạc Linh, hắn tất nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của nữ nhân này. Kỳ thật khi hai người đến mời chào hắn, hắn đã có quyết định này, bởi vì ở cổ Thánh Thành, một mình hắn thật sự là rất luống cuống, có một tổ chức để dựa vào, khẳng định sẽ tiện hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ giải quyết thay ngươi. Mạc Linh nói, ta không thích bị ước thúc và quản chế. Dương Diệp lại nói, ê, lúc này, một nữ tử ở phía sau Mạc Linh đột nhiên lạnh lùng quát. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không có sự giúp đỡ của Bái Nguyệt Điện ta, các ngươi có thể sẽ phải phơi thây nơi đầu đường đó. Dương Diệp không để ý đến nữ tử kia, chỉ nhìn Mạc Linh, mà Mạc Linh cũng nhìn thẳng vào Dương Diệp. Một lúc sau, Mạc Linh nói. Cái này thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi, ngươi có thực lực ở đâu cũng không bị ước thúc, nếu thực lực của ngươi mạnh, Bái Nguyệt Điện ta sẽ không ai dám ước thúc ngươi. Thậm chí chỉ cần thực lực của ngươi cường đại, cho dù là điện chủ cũng sẽ không ước thúc ngươi. Tóm lại, ngươi có bị ước thúc hay không thì không phải do chúng ta mà là do chính ngươi. Được. Dương Diệp gật đầu. Mạc Linh, chúc mừng ngươi. Cung Kiếm đột nhiên cười cười, chỉ có điều nụ cười có chút khác thường, nói. Thu hoạch được một cường giả, có điều, hy vọng ngươi có thể giải quyết được chuyện tiếp theo. Nói xong hắn xoay người nhìn Dương Diệp một cái, nói. Ngươi sẽ hối hận vì quyết định của mình. Có lẽ vậy. Dương Diệp hờ hững nói. Người của Thính Tuyết lâu đến rồi. Trong sân. Không biết là ai hô lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xa xa mấy trăm người đang lướt về phía này, không chỉ ở xa xa mà bốn phía cũng có vô số người đang vây tới đây. Hôm nay, ai bảo vệ hắn, vậy thì huyết chiến tới cùng. Xa xa, một thanh âm truyền đến. Quần ẩu, đơn đẩu, một. Bốn phía có vô số người vây tới, Dương Diệp nhìn lướt qua, ước chừng có gần ngàn người, mà trong đây... Cường giả hoàng giả cảnh không ngờ có tới hơn 60 người. Mà còn lại, toàn bộ là tôn giả cảnh trên ngũ phẩm. Nam tử cầm đầu thì là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Là phó lâu chủ lãnh vô thương của Thính Tuyết lâu. Người hít một hơi lạnh. Không ngờ là hắn, ha ha, có trò hay để xem rồi. Người này bao che khuyết điểm so với lâu chủ của bọn họ thì chỉ hơn chứ không kém. Lần này dẫn nhiều người như vậy tới đây, vẫn là câu nói trước. Đây là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt tên thể tu này. Nếu là ta cũng sẽ bất chấp tất cả mọi giá để tiêu diệt hắn, không giải quyết hắn, Thính Tuyết lâu hôm nay sẽ mất hết uy danh, hơn nữa rất nhiều người trong lâu của bọn họ khẳng định sẽ sinh ra bất mãn, bởi vì một tổ chức không thể bảo vệ người nhà thì ai còn nguyện ý gia nhập? Ai còn dám gia nhập? Cho nên, đây đã không còn là chuyện một hai người chết nữa. Nhưng các ngươi vừa rồi không nghe thấy à? Bái Nguyệt Điện trước đó đã hứa với thể tu này, chuyện của Thính Tuyết lâu nàng ta sẽ xử lý. Thực lực của Thính Tuyết lâu thực lực cường hãn, nhưng so với Thính Tuyết lâu thì vẫn kém một chút. Vấn đề là Thính Tuyết lâu thật sự sẽ vì một thể tu chỉ có thể nói là thực lực coi như không tồi mà liều chết với Thính Tuyết lâu à? Nếu là ta tuyệt đối sẽ không làm vậy, không phải sợ phiền phức, mà là không đáng, vì một người, lấy mạng của toàn bộ thành viên Bái Nguyệt Điện ra để đổi, một chút cũng không đáng. Đừng nhiều lời, im lặng mà xem đi, rốt cuộc có thể hay không thì lập tức sẽ biết ngay thôi. Bọn lãnh vô thương đi tới trước mặt đám người Dương Diệp một trường. Tay lãnh vô thương trực tiếp chỉ vào Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên, nói. Mạng của hai người bọn chúng ta hôm nay nhất định phải lấy. D. Đám người cung kiếm của Đao Kiếm Minh thì lui sang một bên, khóe miệng mấy người lộ vẻ hả hê. Bởi vì Bái Nguyệt Điện cùng Thính Tuyết lâu nếu đánh nhau. Như vậy đối với Đao Kiếm Minh bọn họ mà nói,
không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt. Sắc mặt Mạc Linh hơi trầm xuống, nói. Hắn vừa rồi đã gia nhập Bái Nguyệt Điện ta. Đây là đang tỏ thái độ. Sắc mặt của Thính Tuyết Lâu Lãnh Vô Thương trong nháy mắt trở nên âm trầm. Mạc Linh, thực lực của Thính Tuyết Lâu quả thật không bằng Bái Nguyệt Điện ngươi, nhưng Bái Nguyệt Điện ngươi ở trước mặt mọi người đánh vào mặt của Thính Tuyết Lâu ta như vậy có coi được không? Nếu nói một nam một nữ vốn chính là người của Bái Nguyệt Điện, Mạc Linh này ra tay bảo vệ thì hắn còn dễ chấp nhận một chút, nhưng vấn đề là, Mạc Linh biết rõ một nam một nữ này giết nhiều người của Thính Tuyết Lâu như vậy, lại còn mời một nam một nữ này gia nhập Bái Nguyệt Điện, đây là đang tát vào mặt Thính Tuyết Lâu một cách trắng trợn. Mạc Linh trầm ngâm một hồi, nói. Mấy người bị chết của Thính Tuyết Lâu ngươi, Bái Nguyệt Điện ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Bồi thường. Sắc mặt Lãnh Vô Thường trở nên dữ tợn, nói. Mạc Linh, ta giết mấy người của Bái Nguyệt Điện người, sau đó lấy mấy món đồ ra bồi thường cho người thì người có chịu hay không? Mạc Linh nói. Xem ra ngươi không muốn đàm phán rồi, chỉ là ta muốn hỏi một câu, Lãnh Vô Thường người thật sự dám huyết chiến với Thính Tuyết Lâu ta ư? Lãnh Vô Thường cười gằn, nói. Ta quả thật không dám, nhưng người dám đã nói rồi, hôm nay, bất kể là như thế nào cũng phải mang đầu của kẻ đã giết người của Thính Tuyết Lâu ta về. Cho nên nếu ai ngăn cản thì cứ giết không cần hỏi. Giết! Hơn ngàn người giận dữ hét lên, sau đó toàn bộ vây lấy Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên. Nhìn thấy những người đó toàn bộ xông lên, đám người Bái Nguyệt Điện sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ, dù sao lúc này bọn họ chỉ có mấy người mà thôi. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ, trận chiến này, bọn họ bất kể là như thế nào cũng phải ra tay, bởi vì nếu không ra tay, vậy mặt mũi của Bái Nguyệt Điện sẽ mất hết. Tóm tại, lúc này trong lòng mấy nữ tử đã sinh ra bất mãn mãnh liệt đối với Dương Diệp, bởi vì nếu không phải vì hắn, bọn họ hiện giờ cũng sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Phù Cẩm Tiên cũng như mấy nữ tử của Bái Nguyệt Điện, trong mắt đầy vẻ lo lắng, nhưng nàng ta không phải lo lắng cho bản thân mà là lo lắng cho Dương Diệp. Lo lắng hắn sẽ phát cuồng. Càn rỡ. Mạc Linh đột nhiên gầm lên giận dữ, một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể nàng ta như nước vỡ đê ập ra, một số cường giả hoàng giả cảnh đang tao tới trước mặt nàng ta lập tức bị cỗ khí thế này chấn cho liên tục lui về phía sau. Mà những huyền giả của Thính Tuyết Lâu còn lại ở chung quanh cũng dừng chân. Trong hai tay Mạc Linh xuất hiện một đôi vòng ngọc màu trắng, nắm chặt vòng ngọc, Mạc Linh nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thương, nói. Lãnh Vô Thương, ta bảo vệ họ. Nếu nàng ta sớm biết rằng Thính Tuyết Lâu sẽ bất chấp tất cả mọi giá để diệt sát một nam một nữ này, nàng ta khẳng định sẽ không đến chiêu mộ một cách lỗ mãng như vậy, nhưng hiện tại đành chịu thôi, nếu ở trước mặt mọi người giao một nam một nữ này ra, vậy thì người mất mặt lại là Bái Nguyệt Điện. Thần sắc Lãnh Vô Thương càng trở nên dữ tợn hơn. Mà ngay khi đại chiến đang chạm vào là nổ thì Dương Diệp đột nhiên đi tới bên cạnh Mạc Linh. Hắn nhìn người của Thính Tuyết Lâu ở chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Mạc Linh, nói. Đây là chuyện khi ta chưa gia nhập Bái Nguyệt Điện, cho nên, theo lý thì ta nên tự mình giải quyết. Chờ ta giải quyết xong rồi sẽ chính thức gia nhập Bái Nguyệt Điện. Thế giới này, không ai nợ ai, người của Bái Nguyệt Điện lại càng không nợ Dương Diệp hắn, cho nên, hắn không có lý do gì mà để đối phương phải vì hắn mà liều chết với người khác. Hơn nữa đối phương cho dù dưới sự bao vây của nhiều người như vậy vẫn không nói sẽ giao hắn ra, điều này khiến cho hắn rất cảm kích. Tuy đối phương có thể là bởi vì nguyên nhân gì khác mới như vậy, nhưng hắn vẫn cảm kích. Vẫn là câu nói đó, người ta giúp hắn, có thể nói là tình cảm, nhưng không giúp cũng là bổn phận của người ta. Dù sao đây là chuyện mà hắn làm ra trước khi gia nhập Bái Nguyệt Điện. Lời nói của Dương Diệp khiến tất cả mọi người bất ngờ. Ta không nghe lầm chứ. Hắn không ngờ một mình đối mặt với người của Thính Tuyết Lâu. Hắn là tâm thần bất ổn à? Hắn cho rằng hắn là yêu nghiệt trên thánh bảng à? Cho dù là yêu nghiệt trên thánh bảng, trừ ba yêu nghiệt đứng đầu ra, không ai dám nói một mình có thể đấu lại nhiều người như vậy. Thật thú vị, bất kể là thế nào ta vẫn bội phục người này. Ít nhất người ta là dám làm dám chịu, tuy như vậy hơi ngốc nghếch nhưng vẫn là loại có chí khí. Quả thật là có chí khí, chỉ là có chút không biết lượng sức. Có Bái Nguyệt Điện bên cạnh, hắn vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng hiện tại, nếu Bái Nguyệt Điện đáp ứng yêu cầu của hắn, vậy hắn là thập tử vô sinh rồi. Chậc chậc, vở kịch này càng lúc càng thú vị. Đám người Mạc Linh cũng hơi ngẩn ra,
Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu họ chính là, thằng ôn trước mắt này là đang muốn chết à. Tuy Dương Diệp đã thể hiện ra thực lực rất không tầm thường, nhưng bọn họ không cho rằng thực lực chân chính của hắn sẽ mạnh đến mức có thể dùng một đầu với cả ngàn, hơn nữa trong đây còn có 50-60 cường giả hoàng giả cảnh. Mạc Linh nhìn Dương Diệp, rất nghiêm túc nói. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Dương Diệp gật đầu, nói. Đương nhiên biết. Nói xong, hắn chỉ vào Phù Cẩm Tiên, nói. Giúp ta chiếu cố nàng ta một chút, còn lại cứ giao cho ta. Ngươi nghiêm túc chứ? Mạc Linh nói. Đương nhiên rồi. Dương Diệp trả lời. Mạc Linh hít sâu một hơi, nói. Nếu ngươi là đang thử ta, vậy thì không cần đâu, ngươi đã gia nhập Bái Nguyệt Điện, vậy Bái Nguyệt Điện ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ ngươi, có thể bảo vệ được không thì không dám chắc, nhưng nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi. Dương Diệp cười khổ, nói. Ta không phải muốn thử ngươi ngươi, tóm lại, chúng ta đừng có lằng nhằng mãi được không? Ngươi dẫn bằng hữu của ta trước tiên lui sang một bên đi, chờ ta giải quyết nhóm người này xong sẽ theo ngươi các ngươi nếu Bái Nguyệt Điện. Nói xong, Dương Diệp mặc kệ đám người Mạc Linh, xoay người bước về phía đám người Lãnh Vô Thương. Hắn tên là gì? Mạc Linh nhìn bóng dáng của Dương Diệp, hỏi Phù Cẩm Tiên ở bên cạnh. Dương Man. Phù Cẩm Tiên nói khẽ. Dương Diệp tất nhiên không thể dùng tên thật, bởi vậy, đây là tên giả mà nàng ta và Dương Diệp đã thương lượng trước khi tới Cổ Thánh Thành. Dương Man. Mạc Linh khẽ gật đầu, nàng ta biết, nàng ta lần này không nhìn lầm người. Ngươi khiến ta rất bất ngờ. Lãnh Vô Thương nhìn Dương Diệp đang bước về phía hắn, nói. Ngươi rất can đảm, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản ngươi hôm nay sẽ chết. Bởi vì, ngươi giết người của Thính Tuyết Lâu ta. Là bọn họ đến gây chuyện trước. Dương Diệp vừa đi vừa nói. Cái tên là Thạch Tam đó, lúc trước ta còn cho hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc, hắn không biết quý trọng, cho nên, biết làm sao được, ta đành giết hắn thôi. Bởi vì, ta không giết chết họ thì họ sẽ giết ta. Muốn chết. Trong sân không biết là ai giận dữ quát một tiếng, sau đó huyền giả của Thính Tuyết Lâu xông lên như muốn xé xách Dương Diệp, nhưng lại bị Lãnh Vô Thương ngăn cản. Nhìn tản bộ giống như đang tản bộ trong sân vắng, trong mắt Lãnh Vô Thương xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn không phải là kẻ ngốc, người trước mắt này từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh đến mức giống như đám người bên mình không hề tồn tại. Có hai loại khả năng. Đối phương là muốn giả vờ khệnh khạng, thứ hai chính là đối phương rất tự tin với thực lực của mình, tự tin đến mức cho dù biết toàn bộ những người này cộng lại cũng không thể gây thương tổn đến hắn. Mà người trước mắt này không giống như là một kẻ ngốc. Nhưng, lúc này nếu Thính Tuyết Lâu lùi bước, vậy thật sự sẽ thành rất nổi danh. Cho nên, hắn phải xuất thủ. Lãnh Vô Thương bước ra, nói. Những người còn lại lui về phía sau trăm trượng. Mọi người hiểu rằng. Đây là hắn muốn đích thân xuất thủ. Cự linh tán thủ. Sau khi một người lùi lại, Lãnh Vô Thương gầm lên một tiếng, hai lòng bàn tay hướng xuống dưới, sau đó đột nhiên vỗ về phía Dương Diệp. Lập tức, hai bàn tay năng lượng khổng lồ rộng tới mấy chục chồng lên nhau xuất hiện, sau đó mang theo một luồng gió mạnh đánh về phía Dương Diệp. Huyền kỹ thiên cấp thượng phẩm. Trong sân có người trầm giọng nói. Sắc mặt Mạc Linh hơi trầm xuống, nàng ta biết. Tuy Lãnh Vô Thương này không dùng hết sức, nhưng không hề lưu thủ. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dương Diệp, muốn thấy thực lực chân chính của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm xuống đất, sau đó cả người giống như mũi tên rời cung bắn ra. Rầm rầm. Khi Dương Diệp đâm vào hai bàn tay khổng lồ đó, hai tiếng nổ vang lên, sau đó ầm ầm vỡ vụn, mà Dương Diệp thì tốc độ không giảm lao tới trước mặt Lãnh Vô Thương. Tay phải đánh ra một cách rất đơn giản. Đồng tử Lãnh Vô Thương co rút lại, hắn biết hắn đã khinh địch rồi. Lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, hắn không thèm nghĩ ngợi tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía tay của Dương Diệp. Là kẻ địch, sẽ giết tuyệt. Một. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy giòn tan vang lên. Tiếp theo, Lãnh Vô Thương hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, về phần cánh tay phải của hắn thì đồng thời vào lúc hắn bay ra. Mang theo một cột máu như suối phun tung ra ngoài. Bùm! Lãnh Vô Thương rơi xuống đất, mặt đất lập tức đập ra một hố nhỏ. Tuy Lãnh Vô Thương không chết, nhưng lúc này hắn đã tàn phế, bởi vì lực lượng cường đại của Dương Diệp không chỉ chấn nát cánh tay phải của hắn, còn chấn vỡ xương cốt toàn thân hắn. Tóm lại, nếu không có thiên địa linh bảo tốt,
Lãnh Vô Thương coi như đã phế rồi. Tất cả mọi người trong sân như hóa đá. Hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, bị một kích miểu sát. Một màn này, đối với mọi người đang có mặt ở đây mà nói, không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ chấn động. Đám người Cung Kiếm và Mạc Linh lúc này trong mắt cũng đầy vẻ chấn động, đặc biệt là Cung Kiếm và Mạc Linh, bởi vì hai người bọn họ hiểu rất rõ một kích miểu sát hoàng giả cảnh cửu phẩm có nghĩa là gì, có nghĩa là đối phương rất có khả năng vào được thánh bảng, đồng thời cũng có nghĩa là, thực lực của người tên là Dương Man trước mắt này so với hai người bọn họ thì còn mạnh hơn. Sau khi Mạc Linh chấn động thì mừng như điên, bởi vì nàng ta đã cược thắng rồi, từ nay về sau, Bái Nguyệt Điện sẽ có thêm một yêu nghiệt thể tu siêu cấp. Dương Diệp nhìn những huyền giả của Thính Tuyết Lâu ở chung quanh, những người đó đều hoảng hốt, liên tục lùi ra sau mấy bước. Dương Diệp không xuất thủ, chỉ hờ hững nói. Trở về nói với lâu chủ Thính Tuyết Lâu gì đó của các ngươi, đây là lần cuối cùng ta thủ hạ lưu tình, Thính Tuyết Lâu lần sau còn dám tìm ta gây phiền toái, vậy thì không phải chỉ đơn giản là chết mấy người thôi đâu. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước về phía đám người Mạc Linh. Lúc này, Lãnh Vô Thương đang nằm trong hố đột nhiên gần giọng nói. Bất kể ngươi là ai, ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn cho hành động của ngươi hôm nay. Dương Diệp dừng chân, xoay người lại. Hắn từng bước đi về phía Lãnh Vô Thương, vừa đi vừa nói. Kỳ thật vốn ta không muốn giết ngươi, có ngươi giết hay không đối với ta mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Bởi vì ngươi đối với ta thì bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, ta không thích người khác uy hiếp ta, cho nên, ngươi hay là chết đi vậy. Nghe vậy, vẻ dữ tợn trong mắt Lãnh Vô Thương lập tức biến thành hoảng sợ, lúc trước hắn trong lòng kỳ thật sợ lắm rồi, đối với hắn mà nói, mau chóng rời khỏi nơi này mới là quan trọng nhất. Sở dĩ nói những lời đó, chẳng qua là muốn lấy lại chút khí thế, nhưng hắn không ngờ, người trước mắt này lại muốn giết hắn. Cản hắn lại. Lãnh Vô Thương gầm lên. Rất nhiều huyền giả của Thính Tuyết Lâu đang do dự, bởi vì người trước mắt này quá mạnh, mạnh tới mức bọn họ không có một chút lòng tin nào. Có điều vẫn có người xông ra. Hơn 10 cường giả hoàng giả cảnh bình thường có quan hệ tốt với Lãnh Vô Thương xông về phía Dương Diệp, hơn 10 người cường giả hoàng giả cảnh này không dám lưu thủ, vừa ra tay đã sử dụng công kích mạnh nhất của mình. Mà bởi vì có người đi đầu, do đó rất nhiều huyền giả Thính Tuyết Lâu lúc trước vẫn đang do dự thì không còn do dự nữa, toàn bộ xông lên. Trong phút chốc, Dương Diệp đã bị biển người bao phủ. Rầm rầm. Trong sân không ngừng vang lên những tiếng nổ, tiếp theo từng bóng người bay ra ngoài. Dương Diệp đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, để mặc cho công kích của những cường giả hoàng giả cảnh này đánh tên người hắn. Đương nhiên, hắn không phải không muốn né, mà là đối phương có quá nhiều người hắn căn bản không thể né được. Đối phương vừa ủ yên, Dương Diệp cũng động chân hỏa. Không lưu thủ, mỗi một lần ra quyền đều dùng toàn lực, bởi vậy, phàm là người bị quyền đầu của hắn đánh trúng, không phải mất mạng ngay tại chỗ thì cũng là trọng thương tê liệt. Đồ sát. Dương Diệp thật sự là đang đồ sát. Thể tu, thì ra mạnh như vậy. Nhìn Dương Diệp đang đồ sát, vô số huyền giả vô cùng chấn động. Đương nhiên, bọn họ càng chấn động hơn vì Dương Diệp không ngờ thật sự dám đồ sát nhiều người như vậy. Cho dù là Cung Kiếm cùng Mạc Linh lúc này cũng bị hành động của Dương Diệp khiến cho rúng động. Nơi này là Cổ Thánh Thành, tuy Cổ Thánh Thành chưa bao giờ cấm người ta tranh đấu, nhưng dám ở trước mặt mọi người đồ sát một cách trắng trợn như vậy, thật đúng là không thấy nhiều, bởi vì mọi người chung quy đều phải cố kỵ một số điều gì đó. Nhưng, thể tu tên là Dương Man này không chỉ không cố kỵ, mà còn giống như càng giết càng hăng. Không thể để hắn tiếp tục giết như vậy được. Mạc Linh trầm giọng nói. Phù Cẩm Tiên lắc đầu, nói. Vô ích thôi, người của Thính Tuyết Lâu nếu không tự dừng tay, hắn là tuyệt đối sẽ không thu tay. Nếu Dương Diệp hội thu tay, vậy Hỏa Linh tộc lúc trước cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên, chấn cho màng nhĩ mọi người kêu ong ong. Mọi người biến sắc, bởi vì đây ít nhất cũng là thực lực bán thánh. Quả nhiên, một lão già xuất hiện trong sân. Sau khi lão già này xuất hiện, đám người Dương Diệp và Thính Tuyết Lâu lập tức bị một cỗ kình lực cường đại tách ra. Thánh đường Hà Trường lão của Thánh đường. Có người kinh hô. Nhìn thấy lão già này, sắc mặt Mạc Linh lập tức trầm xuống, bởi vì trưởng lão này có quan hệ rất không tầm thường với lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Đương nhiên, mỗi thế lực này Thánh đường bình thường đều sẽ có hậu trường, Bái Nguyệt Điện bọn họ cũng có,
chỉ có điều hiện tại xui xẻo là trưởng lão vừa đến này lại đứng về phía Thính Tuyết Lâu. Lão già nhìn lướt chung quanh, trên mặt đất toàn là thi thể, có tới hơn 200, trong đó cường giả hoàng giả cảnh có hơn 20. Lão già thu hồi ánh mắt, cuối cùng dừng ở trên người Dương Diệp, nói. Đều là do người giết à? Dương Diệp gật đầu. Lão già trầm giọng nói. Thực lực của người hơn xa bọn họ, đánh lui bọn họ là được rồi, vì sao phải đổ sát như vậy? Hành vi này của ngươi có gì khác với huyền giả nghịch chủng đâu? Dương Diệp nói. Trưởng lão nên hiểu rõ một chuyện, không phải là ta cứ muốn đổ sát bọn bọ, mà là bọn họ muốn giết ta trước. Nếu không phải ta có vài phần thực lực, hiện tại ta và bằng hữu của có thể đã phải nằm trên mặt đất rồi. Có câu, kẻ giết người rồi sẽ bị người giết. Bọn họ nếu muốn giết ta thì phải có giác ngộ sẽ bị giết lại. Càn rỡ! Lão già cả giận nói. Hành vi này của ngươi có khác gì huyền giả nghịch chủng đâu. Nếu lưu ngươi lại, tinh anh của nhân tộc ta không biết sẽ còn phải chết bao nhiêu người. Hôm nay lão phu sẽ thay nhân tộc trừ mối tai họa này. Nói xong, tay phải của lão già đột nhiên vỗ một cái về phía Dương Diệp, trưởng lực cường đại trực tiếp ép cho không gian chung quanh Dương Diệp biến hình. Đám người Mạc Linh hoảng hốt, bọn họ cũng không ngờ, Hà Trường lão này lại trực tiếp xuất thủ. Khi Hà Trường lão xuất hiện, nàng ta đã phát đi tin tức, gọi viện binh của Bái Nguyệt Điện. Nhưng Hà Trường lão này lại trực tiếp xuất thủ, thế cho nên lúc này bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, dù sao cường giả bán thánh xuất thủ, bọn họ căn bản không thể chống lại được. Đám người Thính Tuyết Lâu thì mừng rỡ, đặc biệt là Lãnh Vô Thương đó. Lãnh Vô Thương lúc này đang cười, cười có chút điên cuồng và dữ tợn. Vào một khắc lão già động thủ, sắc mặt của Dương Diệp cũng nháy mắt trở nên dữ tợn, không thèm nghĩ ngợi đánh ra một quyền, va chạm với hữu trưởng của lão già. Quyền đầu của hai người giao nhau, lực lượng cường đại trực tiếp khiến không gian nứt ra vô số khe hở, mà Dương Diệp thì dưới cự lực của lão già, bị chấn cho phải lui ra sau 10 trượng. Đám người Mạc Linh và Cung Kiếm mắt trợn trừng, bên trong đầy vẻ bất khả tư nghị, mà nụ cười trên mặt Lãnh Vô Thương thì cứng lại. Hắn tiếp được một kích của cường giả bán thánh. Trong mắt Hà Trường lão lúc này cũng hiện lên một tia khiếp sợ, lão vốn tưởng rằng một kích của mình có thể miểu sát con kiến hoàng giả cảnh trước mắt này, nhưng lão không ngờ đối phương lại đỡ được một kích này của lão, hơn nữa nhìn bộ dạng của đối phương hình như còn không sao. Thánh đường từ lúc nào mọc ra một yêu nghiệt như vậy thế? Trong mắt Hà Trường lão hiện lên một tia dữ tợn, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dũng động, bởi vì lão biết rõ, nếu hiện tại không nhân cơ hội này giết đối phương, như vậy ngày sau có thể sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Bởi vì với tiềm lực và thực lực của lấy đối phương, người của Bái Nguyệt Điện tuyệt đối sẽ không để lão ra tay giết đối phương. Hơn nữa lão cũng minh bạch, bởi vì lão lúc trước đã xuất thủ, hai bên đã kết thù. Cho nên loại yêu nghiệt có tiềm lực và thiên phú như thế này tốt nhất là phải giải quyết triệt để trước khi hắn trưởng thành. Nghĩ đến đây, Hà Trường lão không do dự nữa, bàn tay nâng lên, sau đó đột nhiên vỗ một phát về phía Dương Diệp. Một bàn tay khổng lồ to khoảng trăm trượng xuất hiện, sau đó xé rách không gian trực tiếp xuất hiện ở phía trên Dương Diệp, tiếp theo giống như núi cao ập xuống người Dương Diệp. Bên trong bàn tay khổng lồ ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp chấn cho vị trí Dương Diệp đang đứng lõm xuống. Mà huyền giả đang xem kinh chung quanh Dương Diệp thì kinh hãi liên tục lùi ra sau. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia lệ khí, chân phải đột nhiên dậm xuống đất cả người phóng lên cao, tiếp theo hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đánh thẳng về phía bàn tay khổng lồ đó. Bàn tay khổng lồ run rẩy kịch kiệt, vỡ ra vô số vết nứt, nhưng Dương Diệp lại phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bị bàn tay khổng lồ đè xuống. Khi bị ép xuống tới mặt đất thì hai tay Dương Diệp đột nhiên có lại. Sau đó thì đánh thẳng lên trên. Trong ánh mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ của Hà Trường lão ầm ầm vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Hà Trường lão nheo mắt, lão biết lão đã xem nhẹ thực lực và tiềm lực của người trước mắt này rồi. Đương nhiên, như vậy cũng không khiến lão vứt bỏ sát ý, ngược lại lão càng hiểu rõ hơn, không thể lưu người này lại được. Bằng không tương lai nhất định sẽ trở thành mối họa của lão. Ngay khi lão chuẩn bị xuất thủ tiếp thì đột nhiên một lão già xuất hiện trong sân. Nhìn thấy lão già này, Mạc Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh Dương Diệp, giãn Dương Diệp tới trước mặt lão già, nói. Mạc Linh và thành viên mới Dương Man bái kiến Lý trưởng lão. Lý trưởng lão khẽ gật đầu,
sau khi quan sát Dương Diệp một lúc thì cười nói. Không tồi không tồi, có thể tu luyện nhục thân đến loại trình độ này, cho dù là trong yêu tộc và ma tộc cũng ít thấy. Yên tâm, ngươi nếu đã là người của Bái Nguyệt Điện, vậy hôm nay ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong lão xoay người nhìn về phía Hà Trường Lão, nói. Hà Trường Lão, người hiện tại bỏ đi hay là người và ta giao thủ một phen nhỉ? Sắc mặt Hà Trường Lão trở nên âm trầm, một lúc sau, lão lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó cùng đám người Thính Tuyết Lâu xoay người rời đi. Lúc này, Mạc Linh nói. Dương Man, sau này chớ có xung động như vậy nữa. Ngươi nếu muốn giết người, vậy tốt nhất là trước khi giết hãy khiêu chiến đối phương, cũng chính là cái gọi là lên sinh tử đài. Chỉ cần lên sinh tử đài rồi sẽ không có bất kỳ ai có thể nhúng tay vào nữa. Cho dù là trưởng lão cũng không được. Khóe mắt Dương Diệp giật giật, sau đó nói. Tổng bộ của Thính Tuyết Lâu ở đâu? Mạc Linh hơi ngẩn ra, nói. Ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Dương Diệp hiện ra vẻ dữ tợn, nếu đã là địch nhân thì tốt nhất nên giết tuyệt. Thính Tuyết Lâu sẽ bỏ qua cho hắn sao? Không đâu, đối phương sẽ càng ngày một tệ hơn, so với bị động. Chẳng thà chủ động xuất kích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.